Kỳ Hàm, con đứng lại cho bố. Tìm mẹ đây, tìm mẹ đây, em bé dễ thương Kỳ Hàm tìm mẹ đây. Thằng nhóc thối, em gái, đến em rồi. Vâng. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Ông đi qua bà đi lại, xin đừng bỏ lỡ. Chi số tiền lớn để tìm mẹ đây. Ai đến làm mẹ của chúng cháu đi. Kỳ Hàm, không hay rồi, bố xấu xa đuổi đến nơi rồi. Em gái, mau chạy đi. Vâng, còn không mau đuổi theo. Thiếu gia, tiểu thư, chi số tiền lớn để tìm mẹ. Mau chạy đi. Hai anh em sinh đôi dễ thương quá. Hai anh em sinh đôi, nếu như các con của mình vẫn còn sống, bây giờ chắc cũng dễ thương như vậy. Con đứng lại cho bố. Ấy, 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 đứng lại. Ừm, xin lỗi nhé. Mau đi vào đi, nền đất lạnh. Ngay ra đó làm gì, còn không mau đuổi theo. Xin lỗi sếp Kỳ, chi số tiền lớn để tìm bố mẹ. Xấu xa, bố là một tên độc thân, người khác đều có mẹ, vì sao chúng con lại không có? Kỳ Hàm, con càng ngày càng to gan đấy. Dám nói bố con là tên độc thân. Ấy bé con, đừng mà. Bé con, bé con, bé con nghe mau lời. Thả bố xuống đi. Bố sợ độc bố bao. Không tét mông anh thì con sẽ thả bố xuống. Được được, bố không tét mông anh. Mau thả bố xuống đi. Sao bố lại sinh ra hai đứa tự yêu như hai đứa con cơ chứ? Em gái, chúng ta đi tìm mẹ tiếp đi. Anh nói đúng, trong nhà không có người phụ nữ, bố sẽ đánh trẻ con. Hai đứa đứng lại cho bố. Rời hả? Tơ Hồng à, vừa nãy nhiều người như vậy, rốt cuộc thì ai mới là nhân duyên của tao đây? Mày không thể bảo tao gả hết cho từng đấy người được. Cô từng gặp buôn người chưa? Cô bé, cháu gặp phải kẻ buôn người sao? Kẻ buôn người ở đâu? Nói với cô bảo vệ cháu. Ở sau lưng cô à? He he he, chúng cháu chính là kẻ buôn người. Này nhóc con, thả cô ra. Bố ơi, chúng con mang mẹ đến cho bố đây. Sư phụ, con chỉ không xuống núi có 5 năm mà đã đánh không lại một đứa bé 5 tuổi rồi sao? Vẫn chưa tìm thấy sao? Sao mới trước mắt đã không thấy đâu nữa rồi? Không phải đâu sếp Kỳ, mấy anh em đã cố gắng hết sức rồi. Anh nói xem, chắc không phải thiếu gia và tiểu thư đã gặp phải buôn người rồi đấy chứ? Hai đứa nó không buôn người đã là tốt lắm rồi. Bố ơi, chúng con về rồi. Gì đây? Đây là mẹ đó. Vì chuyện hệ trọng cả đời của bố, chúng con đã đi làm kẻ buôn người đó. Bố nên cảm ơn chúng con thế nào đây? Cái gì? Trong đó là người sao? Trời ạ, mau thả ra, mau thả không ra. Không động đậy nữa rồi. Tiểu tổ tông của bố ơi, hai đứa nhất định đừng có. Oa, wow, dám bắt cóc cả thiên sư cơ à? A a a. Ừ, xin lỗi nhé, tôi tưởng mình đã gặp phải kẻ buôn người thật. Cho nên cô muốn làm gai nếm mật, thâm nhập vào lòng địch. Sau đó thu lưới bắt một mẻ à? Sao anh biết? Nếu như không có việc gì khác thì tôi đi trước đây. Nếu Tơ Hồng đã không sáng lên thì mình phải nhanh chóng tìm người tiếp theo thôi. Mẹ đừng đi mà. Mẹ đi rồi con và bố đều sẽ không sống nữa đâu. Mẹ đừng đi mà. Cô còn có việc. Hôm nay không thể chơi với các cháu được. Mấy đứa trẻ con nhà anh khỏe thật đấy. Nước chảy mây trôi, thân nhẹ như én. Đồ đệ, con đúng là người được trời sinh để luyện võ. Chỉ tiếc cho hai đứa đồ tôn chưa được gặp mặt của thầy. Nếu không với huyết mạch của con, ắt hẳn sẽ có tài năng thiên bẩm, thần lực vô hạn. Tài năng thiên bẩm, thần lực vô hạn. Hai đứa bé này là con của mình sao? Hai đứa con anh ở đâu ra vậy? Đương nhiên là do tôi sinh ra rồi. Lẽ nào lại là cô sao? Cũng phải, con mình đã bỏ mạng trong tai nạn đó rồi. Chúng ta đi. Bố, chúng con không đi đâu. Chúng con muốn cô ấy là mẹ của chúng con. Mẹ kết hôn với bố con đi, bọn con sẽ ngoan ngoãn, còn có thể khiến mẹ vui vẻ mỗi ngày. Không được đâu bé con, lần này cô xuống núi là để tìm nhân duyên của mình. Nhìn này, chỉ cần người có nhân duyên với cô xuất hiện, sợi Tơ Hồng này sẽ nối cô và người đó lại với bây nhà. Giờ nó không có phản ứng, cho nên bố của các cháu nhất định không không ngờ lại còn đến chậm. Cô lại giở trò gì vậy? Hình như mẹ đã buộc bố lại rồi. Làm gì vậy? Yên tâm, tôi không cần xin lễ đâu. Xin lễ cái gì? Tôi nói cho cô biết, thứ nhất tôi không tin cái này của cô đừng hòng lừa tôi. Thứ hai, cô đừng nhìn vào dáng vẻ hiện tại của tôi. Thực ra tôi chỉ là một tài xế, không có tiền cho cô lừa đâu. Thứ ba, bye bye cô. Đừng đi mà, tôi không phải lừa đảo, tôi là thiên sư thật mà. Anh không có tiền thì tôi có thể kiếm. Cầm tinh con thỏ à? Ôi hai tiểu tổ tông à, đừng giận nữa, đi chậm thôi, cẩn thận ngã đấy. Em gái, em xem. Đến cả mẹ mà bố cũng không cần. Đợi sau khi bố xuống mồ sẽ có người xấu xuất hiện, chiếm đoạt tất cả gia sản, đuổi chúng ta ra khỏi nhà, trở thành ăn xin lưu lạc đầu đường xó chợ. Em không muốn lang thang, em không muốn dành cơm với chó mèo đâu. Kỳ Hàm, con dọa em gái làm gì? Bé con, đừng nghe anh con nói linh tinh. Con muốn mẹ, con muốn cô ấy làm mẹ con. Mấy người đều là người xấu, đừng qua đây. Ấy bé con, đừng mà. Ấy, Kỳ Hàm, nếu con còn dọa em, đợi bố chết rồi sẽ không chia cho con một đồng. Con không cần tài sản, con chỉ cần mẹ thôi. Người phụ nữ đó là một kẻ lừa đảo, bọn con chỉ muốn cô ấy, chỉ muốn cô ấy thôi. Kỳ Vân Hạo, trừ phi bố cưới mẹ, bằng không cả đời này bố đừng hòng xuống. Thằng bất hiếu, mau thả bố xuống. Qua, anh lợi hại quá đi. Hừ, trừ phi bố cưới mẹ, bằng không cả đời này bố đừng hòng xuống. Ấy, quay lại đây, quay lại sếp đây. Kỳ, làm sao đây sếp Kỳ? Tính trước thiên cơ,
Chắc chắn, chính xác, xin hỏi anh xem mẹ coi bói hay là chạm yêu trừ ma? Tôi là chồng cô. Đến nhà tôi, bàn chuyện kết hôn đi. Đây là nhà anh à? Anh nghèo vậy sao? Bảo anh chuẩn bị cho tôi một căn nhà sập xệ. Anh lại sắp xếp cho tôi chỗ này. Anh đang nói gì vậy? Ha ha ha, không có gì. Cô xem, tôi nghèo như vậy mà cô vẫn đồng ý kết hôn với tôi. Dù sao thì lương tôi một tháng mới được hơn 3.000 tệ, còn phải nuôi hai đứa con. Cũng vì thế nên vợ cũ tôi mới ly hôn, chỗ này nên để một cái tủ lạnh, sau này ngày nào cũng làm đồ ăn ngon cho con. Với tôi, chỗ này nên để một cái bàn ăn lớn. À, còn chỗ này? Chỗ này? Chỗ này để cái gì đây? Anh vừa nói cái gì? À, vì anh nghèo nên vợ cũ anh đã ly hôn với anh sao? Ừ, nông cạn quá, tiền chỉ có thể quyết định chất lượng cuộc sống, còn cuộc sống có khổ không vẫn phụ thuộc vào việc hai người có yêu thương nhau không. Cô nói có đúng không hai đứa? Đúng, mẹ nói đúng. Được rồi, là thành viên mới của gia đình, giờ tôi sẽ chính thức tự giới thiệu. Tôi tên Từ Nhược Y, quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn. Mẹ, con tên là Kỳ Hàm, biệt danh là Ngây Thơ. Đây là em gái con, em ấy tên là Kỳ Ngữ, biệt danh là Trong Sáng. Ngây Thơ Trong Sáng à, dễ thương quá. Bố ngốc này, còn không mau tự giới thiệu với mẹ đi. À đúng rồi, chào cô, tôi tên là Kỳ Tiểu Ngư. Kỳ Tiểu Ngư, giờ là ổn rồi đúng không? Thế nào, cưới được người vợ xinh đẹp như này có vui không? Ừm, anh xem, như này đẹp trai biết bao, sờ vào cũng được đó. Đừng cô nữa, đi thôi, về nhà xem mấy đứa trẻ con nào. Anh cũng có mẹ rồi, chúng ta cũng là người có mẹ rồi. Bố, vẻ mặt của bố nghiêm túc quá đi. Ờ, xem xong rồi thì mau trả bố. Con và em gái sẽ bảo quản cái này, tránh để ngày nào đó bố ăn ở không tốt, bị mẹ bỏ. Đúng rồi, không phải em nói muốn bày hàng sao? Phòng ở bên đó, em đi thu dọn trước đi. À đúng, hai đứa đợi mẹ một lát nhé. Sao bố lại lừa mẹ, không nói cho mẹ biết chúng ta có tiền, còn lấy tên của trợ lý Kỳ ra dùng. Xấu hổ quá, bố chỉ muốn xem người phụ nữ đó có thật lòng đối xử tốt với các nhưng con chúng không con tin mẹ mà. Đúng đó bố, thầy cô bảo nói dối là không đúng đâu. Đây không phải nói dối, đây là khảo sát. Khảo sát? Lẽ nào hai đứa đều đã quên người phụ nữ đó rồi sao? Em gái, không, chúng ta tin mẹ. Đi, chúng ta đi thu dọn đồ đạc cho mẹ. Cưỡi lên con xe mô tô mà mình thích. Gì mà vui thế, ba bố con đang làm gì vậy? Kỳ Tiểu Ngư, không phải anh đang đánh con đấy chứ? À, không, không có. Bọn anh đang chơi trò chơi. Vậy đây là cái này làm bằng bọt ấy mà, nhẹ lắm. Kỳ Ngữ thích chơi. Em còn tưởng anh có khuynh hướng bạo lực gia đình chứ. Làm gì có. Em thu dọn xong rồi à? À, sắp xong rồi. Đợi em một lát, không thể sử dụng siêu năng lực ở trước mặt mẹ. Sẽ làm mẹ sợ đấy, biết chưa? Vâng, được rồi. Sự nghiệp bán hàng chính thức khởi động. Xuất phát, thần thần bí bí, liệu có người tin không? Lấy ra đây. Cái gì? Điện thoại đó, đăng một bài viết để xem có bao nhiêu người đến xem bói. Anh đăng bài viết để tuyên truyền cái này cho em sao? Sao? Làm bất cứ chuyện gì cũng phải đến nơi đến chốn, từng bước một, không tuyên truyền, người khác sao mà biết được. Mẹ ơi, để con tuyên truyền giúp mẹ. Ie, đăng bài rồi. Kỳ Hàm, đưa điện thoại cho bố. Ấy Kỳ Hàm, đừng chạy. Kỳ Hàm, này bé con, xin chào, xem mẹ coi bói. Từ Vũ Khích, Từ Nhược Y, chị chưa chết sao? Tôi vẫn chưa chết, khiến cô rất thất vọng sao? Chị nói linh tinh gì vậy? Nếu chị chưa chết thì sao không về nhà? Tôi có về nhà không, cô còn không rõ sao? Sao tôi biết được? Lẽ nào chị ta đã biết hết chuyện năm đó rồi sao? Cục cưng, đây chính là người chị gái xảy ra tình một đêm với người đàn ông khác, sau đó trở hoang của em à? Đúng vậy, 5 năm trước, sau khi có con với người đàn ông lạ rồi sảy thai thì đã biến mất, không ngờ vẫn còn sống, xinh đẹp như này, chết rồi thì tiếc lắm. Cút càng xa càng tốt, nhưng ngày hôm nay tôi vui, nếu không tôi sẽ vung một đấm cho anh trầu trời. Từ Nhược Y, chị có biết anh ấy là ai? Tôi không cần biết anh ta là ai. Vũ Khích, sao thế? Bố, Từ Nhược Y, cái đứa con gái bất hiếu mày thế mà vẫn còn sống sao? Tôi vẫn còn sống. Ông không vui sao? Bố nhìn chị ta kìa, đến bố cũng không gọi, vừa nãy còn ra tay đánh anh vệ. Bố mau dạy cho chị ta một bài học đi, con khốn này, mày. Đánh đi tao. Không dám đánh đúng không? 5 năm trước tôi bị người khác bỏ thuốc, ông lại vì cái gọi là thể diện mà dứt khoát đuổi tôi ra khỏi nhà. Lúc đó ông đã không còn là bố tôi nữa rồi, bây giờ ông hãy đưa đứa con gái ngoan của ông cút đi cho tôi. Con khốn này, nếu không phải mày không biết chừng mực, hủy hoại danh tiếng của nhà họ Từ, sao tao có thể đuổi mày ra khỏi nhà chứ? Mau nói đi, thằng đàn ông lăn lộn với mày ở khách sạn Hải Thiên 5 năm trước rốt cuộc là ai? Không nói đúng không? Xem tao có đánh chết mày không cậu. Ông muốn làm gì vợ tôi? Không được ức hiếp mẹ tôi. Mẹ, sao có thể chứ? Rõ ràng mình đã bán hai đứa trẻ sinh đôi năm đó rồi mà. Có chuyện gì vậy? Không sao, anh đưa hai con sang một bên trước đi, chuyện này em tự giải quyết. Mẹ ơi, bảo vệ phụ nữ là chuyện mà cánh đàn ông chúng con nên làm. Con cũng muốn bảo vệ mẹ. Hai đứa đứng sang một bên đi, chuyện bảo vệ vợ giao cho bố. Hai người tình sâu nghĩa nặng thật đấy. Nhưng tôi phải nói cho anh biết, vợ anh không đơn giản đâu. Từ Vũ Khiết, sao vậy? Chị gái tốt của tôi. Chị sợ tôi nói thì tôi cứ phải nói, vợ anh không những mập mờ với rất nhiều đàn ông mà còn sinh cho người ta một cặp song sinh. Thế nào, có cảm thấy trên đầu có sừng không? Mẹ ngầu quá, to gan, dám đánh người phụ nữ của tôi ở ngay trước mặt tôi. Cô có biết tôi là ai không? Tôi chính là giám đốc của tập đoàn Kỳ Thị. Ở cái đất Giang Thành này vẫn chưa có ai dám chọc giận. Ta, giám đốc Kỳ Thị sao? Từ hôm nay trở đi thì không phải nữa. Ta, anh vệ, Từ Nhược Y, dám ức hiếp anh vệ của tôi liều mạng với chị. Em gái, chúng ta tần họ đi.
Anh Chi Vệ, anh sao thế? Chuyện này, dám ức hiếp mẹ tôi, em gái, Tần cho họ một trận ra bãi. Mẹ con, đi. Đừng, chỉ tiếc cho hai đứa đồ tôn chưa được gặp mặt của thầy. Nếu không, với huyết mạch của con, ắt hẳn sẽ có tài năng thiên bẩm, thần lực vô hạn. Hai đứa bé nhà anh từ đâu ra vậy? Đương nhiên là anh và mẹ của bọn trẻ sinh ra rồi. Sao thế? Quả nhiên cô ấy đã bị dọa sợ. Vợ cũ của anh cũng có năng lực thế này ư? Ừ, cô ấy quả thực có một vài năng lực kỳ lạ. Thì ra là thế, em còn tưởng. Xin lỗi mẹ, vừa nãy chúng con đã làm mẹ sợ. Sao con lại nói xin lỗi? Các con giỏi thế này, sao mẹ lại sợ được? Mẹ vui còn không kịp nữa là. Mẹ vui cái gì thế ạ? Bởi vì hai bé cưng của mẹ có thể bảo vệ được mẹ rồi. Đại sư ơi, con của cô lợi hại như chắc thế. Chắn cô rất lợi hại. Cô mau xem giúp tôi, khi nào thì tôi có cháu bé với. Đại sư ơi, đại sư, còn tôi nữa. Xem giúp tôi đi, tôi nữa. Lần lượt từng người. Trong kia, mở tiệm, anh mau thu tiền đi. Ừ, ừ. Sắp mưa rồi. Xem đây, em có bùa tránh mưa. Đã xong. Đừng hô nữa, chạy mau, mẹ lấy nhầm, thành bùa cầu mưa rồi. Anh làm gì thế? Lau cho các con đi. Con pha thuốc cảm cho mẹ rồi, mẹ mau uống đi. Để cảm ơn hai bé cưng chu đáo của mẹ, hôm nay mẹ sẽ đích thân xuống bếp nấu cơm cho các con, được không nào? Được ạ. Hôm nay nấu gì cho các con được nhỉ? Thịt với nấm hương, khoai tây sợi chua cay, sơn sao chua ngọt. Nhược Y, hai đứa có món gì không ăn không ta? Kỳ Hàm, con lại làm gì đấy? Chúng con chỉ định rửa rau giúp mẹ thôi mà. Con. Kỳ Tiểu Ngư, anh làm gì đấy? Sao lại quát các con? Kỳ Hàm với Kỳ Ngữ giỏi lắm, biết rửa rau giúp mẹ rồi. Vậy chúng ta cùng nấu cơm nhé. Vâng ạ. Đi nào. Các con ơi, ăn cơm thôi. Nào, nếm thử đi. Thế nào? Anh cũng ăn đi, không ngờ em còn biết nấu cơm nữa đấy. Ừm, đương nhiên rồi. Thế nào, cưới em có phải như trúng xổ số không? Hôm nay em xem bói cho bao nhiêu người, em xem cho anh nữa đi. Hay là em xem cho cả anh nữa đi, xem cho anh à? Đúng, xem khi nào anh mới may mắn phát tài, giúp chúng ta chuyển được khỏi nơi này. Chuyện nhỏ, nhưng em không xem miễn phí, người quen cũng không. Đây là quy tắc, em sẽ lấy anh con số này. 10.000 á, đắt vậy. Cái gì đấy, một tệ, ý em là một tệ, nhà anh đến chuột còn chẳng có, lấy đâu ra 10.000 tỷ? Nghĩ cái gì vậy? Tiền về, tiền về, hào phóng thế nhỉ? Các con yêu, ngày mai mẹ sẽ thêm đùi gà cho các con. Để em xem nào. Trán cao, tròn trịa, ấn đường đầy đặn, mũi to và thẳng, có cả 10 tướng. Tiền tài vô hạn, anh có số giàu sang phú quý mà. Không đúng, Kỳ Tiểu Ngư, anh tốt số như thế nhưng lại lái xe cho người khác, có phải anh lừa em đương, không? Đương nhiên rồi. Em, anh là tài xế chắc hả? Chắn em bói sai rồi. Anh, mẹ nói đúng. Bố nói dối đấy hả? Nói dối đấy hả? Nói linh tinh gì đấy? Bố không nói dối. Lêu lêu, đồ nói dối. Đồ nói dối, lêu lêu. Các con, đồ khốn kiếp, dám ức hiếp con gái tôi, tôi giết chết cô. Trương Mỹ Hà, bà. Bà cái gì mà bà, loại phụ nữ còn bẩn hơn cả nước dưới cống, có tư cách gì gọi tên tôi? Cô nhớ cho tôi, dù cô không phải do tôi sinh ra thì tôi cũng là mẹ của cô. Lên, đánh chết nó cho tôi. Lôi cả hai đứa con hoang kia về nữa,
để Vũ Khiết hành hạ chúng nó tới chết, cho hả giận. Cẩn thận, tránh ra. Dám chạy à? Mẹ ngầu quá. Đứng lên đi, tôi bỏ ra bao nhiêu tiền thuê các cậu về mà có một đứa con gái thôi, các cậu cũng đánh không lại. Cô định làm gì? Nói cho cô biết, dù mấy đứa này ăn hại thì cũng là người cô không thể động vào. Người tôi không thể động vào. Đúng, họ là người của Hoắc gia. Hoắc gia, thanh quân nổi danh lẫy lửng ở Giang Thành, người của Bùi Cửu gia, thanh quân Giang Thành, Bùi Cửu gia. Bùi Cửu gia, cô có động vào nổi không? Bùi Thanh Yến, đó chẳng phải sư huynh của mình sao? Sao? Sợ rồi đúng không? Cả nhà nghèo rớt mồng tơi, cũng dám đánh người của Hoắc gia bị thương. Chờ tăng cửa nát nhà đi. Sợ? Thế nào? Alo sư huynh, anh có biết Hoắc gia là ai không? Ngoan nhé, đừng nhúc nhích. Vâng, vâng, vâng. Cuối cùng tiểu sư muội cũng nhớ tới mà gọi cho người làm sư huynh này à? Alo sư huynh, anh có biết Hoắc gia là ai không? Hoắc gia? Cậu ta là cái đinh gì? Em đang ở đâu? Anh qua tìm em. Hoắc gia, cậu ta là cái đinh gì? Điên rồi, điên thật rồi. Dám nói Hoắc gia là cái đinh gì? Bây giờ tôi sẽ mời Hoắc gia đến. Tôi đến rồi. Ai nói tôi là cái đinh đấy hả? Là cô ta đó Hoắc gia. Tôi thêm 1 triệu tệ nữa, phiền ngài giết chết chúng cho tôi. Được. Xinh đẹp đấy. Giết chết thì tiếc quá. Hay là thế này, cô theo tôi vài ngày, biết đâu cô lại có cơ hội được gặp Cửu gia. Được chứ? Không cần mời, anh ấy đến rồi. Cô có ý gì? 4. Giả thần giả quỷ. Lên cho tôi. 3. 2. Cửu gia đến. Cửu gia? Cô thật sự quen Bùi Cửu gia ư? Cửu gia, sao ngài lại đến đây? Sư huynh, lâu rồi không gặp. Sư huynh. Cửu gia, tôi thật sự không biết con khốn này là... Cô ấy là người bà có thể mắng được à? Sư muội, em muốn xử lý thế nào? Món nợ của chúng ta, tôi đã ghi 16 năm rồi. Tôi vốn định về, tính toán rõ ràng với bà, nhưng bà không nên lấy các con và chồng của tôi ra uy hiếp tôi. Sư huynh, em không muốn nhìn thấy bà ta nữa. Tôi nhớ bên châu Phi đang thiếu mấy người đào mỏ đúng không? Vâng. Tôi thấy bà ta và cậu ta được đấy. Cửu gia, cửu gia. Tôi biết sai rồi, tôi không muốn đi đào mỏ đâu cửu gia. Cậu thích lo chuyện bao đồng lắm mà, sang châu Phi mà lo đi nhé. Lôi đi, rõ. Mẹ ơi con sợ quá, con cần được an ủi. Các con đừng sợ, chú không phải người xấu. Tiểu sư muội, xem ra anh đến không đúng lúc rồi, chúng ta gặp nhau sau nhé. Vâng. Vậy em không tiễn anh nữa nhé, ngày mai gặp. Mẹ ơi bố ghen rồi. Sao mẹ không thơm bố? Anh. Chị dâu đến rồi. Cô ấy ở đâu? Sao cô ấy lại tới đây? Làm gì mà giật đùng đùng thế? Anh trai của em ơi, em nói chứ, sao anh lại kết hôn với một bà bói? Nếu mẹ biết, có khi mẹ sẽ phát điên đấy. Đó là chị dâu của em. Nếu em không có việc gì làm, tới tập đoàn ký tài liệu giúp anh đi. Vâng vâng, chị dâu. Chị dâu được chưa? Anh cũng biết, từ nhỏ đến lớn, em chỉ là thằng công tử bột, có biết kiếm tiền đâu. Cố lên, em làm được mà. Anh trai của em, chúng ta tạm gác chuyện tài liệu lại đi. Thật ra em thấy anh đột nhiên kết hôn thế này cũng tốt, ít nhất
có thể khiến vợ cũ của anh từ bỏ hoàn toàn. Loại phụ nữ mưu mô như cô ta làm em nghi ngờ ngây thơ trong sáng không phải con ruột của cô ta đấy. Thẩm Hâm, người tối đó trên vai rõ ràng có vết bớt hình trăng khuyết, nhưng Thẩm Hâm lại nói anh nhìn nhầm. Em điều tra giúp anh chuyện này đi. Được thôi. À đúng rồi, đưa chìa khóa nhà mới cho anh, hôm nay anh sẽ chuyển nhà. Ở căn nhà nát đó vài ngày, anh sắp phong thấp đến nơi rồi. Đây. Ơ kìa anh nhìn gì đấy? Xịt. Chồng ơi, em mới nhận việc, xem phong thủy cho người ta. Trưa nay em mang cơm tới cho anh nhé. Ai đấy? Đi đường không nhìn à? Đâm vào bà đây đau quá. Đền tiền, định bắt nạt vợ ông hả? Tôi xin lỗi. Cô là Từ Nhược Y đúng không? Nhược Y, 5 năm rồi không gặp. Sao cảm giác có người thế nhỉ? Xin lỗi. Chúng ta quen nhau không? Cô đúng là hay quên quá. Tôi là Triệu Tiểu Huân đây. Trước đây chúng ta cùng làm phục vụ ở khách sạn Hải Thiên đó. Khách sạn Hải Thiên. Nhược Y, mấy năm nay có nhiều người hỏi tôi chuyện của cô lắm đấy. Mấy năm nay có nhiều người hỏi tôi chuyện của cô lắm đấy. Sao cơ? Yên tâm, trước đây cô giúp tôi rất nhiều. Chuyện tối hôm đó tôi giữ bí mật giúp cô rồi. Người đàn ông tối hôm đó cô đã tìm ra chưa? Họ nói gì thế nhỉ? Đừng để Nhược Y phát hiện. Chưa. Đến giờ tôi vẫn chưa biết anh ấy là ai. Tiếc thật. Nếu người đàn ông hôm đó xuất hiện trước mặt tôi nhất định sẽ nhận ra. Được rồi, coi như bị chó cắn đi. Tôi nghĩ thoáng lắm, cô nghĩ được như vậy là tốt. Tôi còn có việc, hôm khác gặp lại nhé. Bye bye. Alo chồng à, anh ở đâu vậy? Anh đang xem nhà mới. Xem nhà sao anh phải nói nhỏ thế? Lén lén lút lút vậy, gửi địa chỉ cho em đi. 10 phút nữa em tới. 10 phút á? Anh đi đâu vậy? À không có gì. Anh vừa đi thể dục ấy mà. Em xem tiếp đi, anh nghỉ ngơi một lúc. Căn này là căn đắt nhất khu này. Anh chắc chắn tiền thuê chỉ 1.000, không phải 10.000 chứ? Chắc chắn là 1.000 mà. Căn này không phải là của anh đấy chứ? Sao có thể là của anh được? Đây là nhà của sếp. Anh lái tốt nên sếp thưởng cho anh thuê với giá rẻ. Hừ. Vậy tranh của Trương Đại Thiên trên tường này thì sao? Đừng nói với em là giả. Em đã học giám định tranh cùng sư phụ đấy nhé. Là do sếp. Để quên ở đây, ngày mai anh sẽ mang cho sếp. Anh không lừa em chứ? Anh biết em ghét nhất kẻ nói dối đấy nhé. Mẹ ơi, giường lớn quá, tối nay mình sẽ được ngủ cùng nhau ạ. Lâu lắm rồi con không được ngủ cùng bố mẹ. Mẹ ơi, xin mẹ đó. Ừm, được. Mẹ ơi, vậy đã đủ mạnh chưa? Ừm, được đó. Các con mau nghỉ đi. Mẹ ơi, sao trên vai mẹ lại có vầng trăng khuyết, trông đẹp quá. Vầng trăng khuyết? Vết bớt này, sao trông giống cô ấy quá. Cho anh xem nào. Anh muốn làm gì? Nhược Y này, trên vai em có một vết bớt hình trăng khuyết đúng không? Có vết bớt trên vai là bình thường mà, có gì kỳ lạ đâu. Thì ra bố muốn thân thiết với mẹ hả? Ai dạy con thế, chả học cái gì hay ho cả. Sao anh đánh mạnh thế, nhỡ đâu làm thằng bé ngốc thì sao? Kệ người xấu đi con, mẹ kể chuyện trước khi ngủ cho hai đứa, dỗ hai đứa ngủ nhé. Dạ. Ừ. Mẹ tính đợi bọn mình ngủ rồi lén lút bỏ đi, cuối cùng lại tự ngủ mất. Anh ơi, mình phải hành động thôi. Anh ơi, mình sắp có em trai em gái mới rồi đúng không? Xịt. Mùi thơm này, sao lại giống hệt cô gái 5 năm trước thế nhỉ? Chẳng lẽ đây chính là cô gái cướp đêm đầu tiên của mình?
Đau. Từ Nhược Y, em làm gì vậy? Anh muốn làm gì ấy chứ? Em từng luyện tập đấy nhé. Anh chỉ muốn xem. Anh muốn giở trò với em. Đâu có. Bố ơi, bố muốn giở trò lưu manh với mẹ à? Mẹ ơi, bọn con sắp có em trai em gái mới phải không ạ? Ai dạy con vậy? Có phải anh không? Kỳ Tiểu Ngư. Ấy, đừng chạy. Bố dạy đúng không, hai đứa? Anh, em tìm thấy một bí mật cực lớn của chị dâu. Anh bảo em điều tra chuyện 5 năm trước mà. Cứ em tìm thấy, chắc chắn sẽ khiến anh bất ngờ rứt cằm. Điều tra được gì thế, mới sáng sớm? Không sợ chị dâu nhìn thấy hả? Anh tự xem đi. Mấy thứ linh tinh gì đây? Sao toàn liên quan đến Từ Nhược Y thế? Anh trai tốt của em ơi, bây giờ chị ấy là chị dâu ruột của em. Lịch sử của chị ấy thì người em ruột này phải quan tâm chứ. Anh xem chưa? Em tới khách sạn Hải Thiên điều tra chuyện 5 năm trước. Anh đoán xem thế nào? Không phải chỉ mình em điều tra chuyện chị dâu, thời gian, địa điểm giống hệt lúc anh gặp chuyện. Mà em không biết bọn họ điều tra cái gì, nên em tự thể điều tra quá khứ của chị dâu. Anh biết không, 5 năm trước chị dâu bị đuổi khỏi nhà vì bầu trước khi cưới đấy. Em muốn nói gì? Kỳ Tiểu Ngư, sao anh ấy lại ở đây? Anh này, bầu trước khi cưới là điểm mấu chốt đó. Con vợ của anh không chỉ mập mờ với nhiều thằng đàn ông, mà còn sinh cho người ta một đôi song sinh. Thế nào, có thấy trên đầu mình mọc sừng như nhím không? Thế thì sao? Anh đây cũng từng ly hôn, còn có hai đứa con. Em cần gì phải chấp nhận chuyện quá khứ? Không phải, anh này, sao mà giống nhau được? Giờ chị ta còn chưa biết anh là tỷ phú đương thời, người nắm quyền Kỳ thị. Nếu mà chị ta biết. Em tới từ bao giờ thế? Vợ, em tới từ lúc nào thế? Làm anh hết hồn hả? Em mang canh tới cho anh. Thì ra em đưa cơm cho anh hả? Cảm ơn vợ nhé. Nhưng mà, người này là... Hình như vừa nãy em nghe hai người nói tỷ phú gì hả? À đúng rồi, quên không giới thiệu cho em. Đây là ông chủ của anh, tỷ phú trong nước, tổng giám đốc mới của tập đoàn Kỳ Thị, Kỳ Vân Hạo. Sếp Kỳ. Hóa ra anh là sếp Kỳ à? Cảm ơn căn nhà của anh. Nhà? Nhà hả? Ừm. Nhà ấy hả? Chuyện nhỏ thôi. Bình thường Tiểu Kỳ luôn cố gắng làm việc, giúp tôi ký được rất nhiều hợp đồng lớn. Cái gì cần thì nên thưởng. Ký hợp đồng á? Anh ấy chỉ là tài xế thôi mà. Đó là vì chúng tôi đều họ Kỳ mà. Tôi coi Tiểu Kỳ như em trai ruột, nên mới chủ động bồi dưỡng cậu ấy. Còn nữa, sếp Kỳ, sáng nay anh còn một cuộc họp mà. Đúng, đúng, đúng. Làm việc cẩn thận, không được phụ lòng sếp Kỳ bồi dưỡng. Ừm. Anh đi nhé. Ừm. Từ Nhược Y, tôi còn tưởng chị gả cho ông chồng ngon nghẻ thế nào, hóa ra chỉ là một tài xế. Vợ ơi, anh về rồi. Bố ơi, ngày mai ở trường mẫu giáo có họp phụ huynh, hiệu trưởng bảo phải đưa bố mẹ cùng tới tham gia. Xịt. Chồng ơi, em đồng ý với các con rồi. Chính ra em còn chưa biết bọn trẻ học ở đâu đấy. Chồng ơi, anh bị truy nã này. Chồng ơi, anh bị truy nã này. Em nói vớ vẩn gì vậy? Đây là trường quý tộc, một năm học phí tận mấy triệu. Anh lấy đâu ra tiền? Còn nữa, sao ảnh của anh lại ở đây? Em nhìn cho kỹ đi, trên đó ghi là ảnh của phụ huynh tốt nhất. Anh là tài xế của sếp Kỳ. Em gặp sếp Kỳ rồi còn gì, sếp Kỳ coi trọng anh làm đó. Vậy con mình được học ở đây là nhờ phúc lợi công ty hả? Đương nhiên rồi. Em gái, em nhớ nha, ngoài anh ra không được tin lời của thằng con trai nào khác. Ừm ừm, các con, mình đi vào thôi. Sếp Kỳ, sao cậu ấy lại ở đây? Mau báo xuống dưới, dùng cách cao quý nhất để đón nhà sếp Kỳ. Vâng. Trẻ con không mẹ như cọng cỏ. Bọn trẻ không mẹ đáng thương ghê. Không phải đâu nhé. Có đau không con? Lại đây mẹ xem có sao không nào. Cháu làm gì vậy? Tránh xa chúng tôi ra, cái loại hạ đẳng bẩn thỉu này. Mẹ ơi, bọn họ bắt nạt con. Cháu,
các người dám bắt nạt con tôi, quỳ xuống xin lỗi ngay. Chúng tôi không làm gì sai, sao phải xin lỗi? Tại sao hả? Vì cô nghèo, vì cô hạ đẳng đê tiện, không cho con mình một cuộc đời tốt hơn, còn dám cho con tới trường quý tộc, còn để bọn nó động vào người như chúng tôi. Cô dám ra tay hả? Cô bỏ tay ra ngay, nếu không tôi cho cả nhà cô không sống nổi ở Vân Thành nữa. Đồ quỷ nghèo, cắn chết cô. Dám cắn mẹ tôi? Các người muốn làm gì? Biết chồng tôi là ai không? Chồng tôi là Vạn Thiên Lương, tổng giám đốc tập đoàn Long Thịnh. Vạn Thiên Lương, tổng giám đốc Long Thịnh, chính là tôi. Không ngờ con của Siết Kỳ cũng theo học ở trường mẫu giáo mà tôi đầu tư, đúng là quý hóa quá. Ồ, ông đầu tư trường mẫu giáo này hả? Sau này bảo giáo viên bớt dạy mấy thứ vô bổ nhé. Vợ tôi hiểu lầm tôi đấy. Được rồi, tôi sẽ phải nói với Kỳ Vân Lan, hợp đồng 100 tỷ đó. Bố ơi, mẹ bị bắt nạt kìa, bố có quan tâm không đấy? Ồn ào quá, hô hào gì vậy? Mỹ Lệ, em đến là tốt, mau đuổi việc hai đứa nó đi. Cả người không mặc được món đồ hiệu nào, vừa phèn vừa đều, sao loại người này lại trà trộn được vào đây? Xin đôi hà, sao cảm giác gặp ở đâu rồi nhỉ? Rõ ràng là Vạn Tử Hâm bắt nạt em gái con, sao lại đuổi học bọn con? Hổ không gầm, mấy người coi con là Hello Kitty hả? Ai mà chả có một ông bố đỉnh chóp. Mẹ, con gọi bố qua đây rồi. Bé cưng, lần này để mẹ giải quyết, tuy nhà chúng tôi không có tiền, bố bọn nhỏ chỉ là tài xế, nhưng các người hãy nhớ, người lao động là vinh quang nhất, bố và mẹ sẽ luôn cho các con những điều tốt nhất. Cứ tưởng bố nhấp bình thế nào, hóa ra chỉ là một tài xế. Tuy không hiểu sao mấy người được vào đây, nhưng đừng trách tôi, có trách thì phải trách người bị mấy người đánh là con của tổng giám đốc. Mẹ ơi cố lên, mẹ ơi cố lên, mẹ ơi cố lên. Siết Kỳ, Siết Kỳ, bé con, hôm nay mẹ biểu diễn cho mấy đứa một chiêu mới, tôi đập chết cô. Dừng tay, nhìn ngũ lôi chính pháp đây. Cái gì vậy? Dám bắt nạt con tôi đập chết các người. Vợ ơi bình tĩnh lại, bình tĩnh, bình tĩnh lại. Anh chính là chồng của con ý, anh dám động vào em gái tôi. Anh biết tôi là ai không? Mặc kệ cô là ai, dám bắt nạt vợ con tôi thì phải tự biết kết cục. Chị đừng nói nữa. Sao không được nói? Anh ta chỉ là một tài xế. Chẳng lẽ chị lại sợ? Anh dám uy hiếp tôi à? Biết chồng tôi là ai không? Làm cái gì vậy? Chồng ơi, cuối cùng anh cũng tới, mau lên, mau lên. Cô biết người này là ai không? Anh ta là ai? Đây là Siết Kỳ của tập đoàn Kỳ Thị. Siết Kỳ á? Tại tôi quản lý không nghiêm, tôi xin lỗi cậu. Cậu đừng hủy hợp tác giữa chúng ta nhé. Kìa chồng, anh nói. Anh ta là ai? Mau xin lỗi đi. Còn là ai nữa? Chính là Siết Kỳ nổi danh thiên hạ đó. Siết Kỳ? Sao ông ấy lại gọi anh là Siết Kỳ? Vợ, mình qua chỗ khác nói. Nói đi, chuyện này là sao? Tại sao ông ấy lại gọi anh là Siết Kỳ? À thì, anh là tài xế của Siết Kỳ mà. Đánh chó phải ngó mặt chủ chứ. Anh lái xe cho Siết Kỳ, bọn họ ít nhiều gì cũng phải sợ anh mách lẻo. Bố ơi, sao bố lại tự nói mình là chó? Để em. Hôm nay, tôi muốn nói cho tất cả các người, chồng tôi được chính tôi bảo vệ, không cần dựa vào ai hết. Hôm nay tôi nói cho mà biết, chồng tôi sẽ tự che chở. Sếp, sếp Kỳ, Kỳ phu nhân, nghe rõ lời tôi mới nói chưa? Biết rồi hả? Đi thôi, hôm nay chả có gì thú vị, tự xử lý đi, nếu không. Ly hôn ngay cho tôi, tiện thể đưa người thân của cô đi luôn. Hôm nay mẹ hai đứa oai không? Quá oai. Sư muội, sư huynh, sao anh biết em chuyển tới đây? Mũi thính như chó. Sư muội, nay anh tới tìm em vì chuyện công việc. Công việc á? Công ty dưới trường anh thiếu một cố vấn bố trí nội thất, anh nhớ đây là sở trường của em, thấy thế nào? Được thôi, không được. Được thôi, không được. Anh nuôi nổi em à? Ai cần anh nuôi, em phải nghiêm túc kiếm tiền, cố gắng tiết kiệm cho các con. Sư huynh, anh ở lại ăn bữa cơm nhé. Vừa ăn vừa bán. Không được, nhà hết gạo rồi. Sư muội, tập đoàn anh còn việc cần làm. Anh về trước đã. Đây là thứ em nhờ anh giúp, rất hiệu quả. Ôi sư huynh, anh ở lại ăn cơm đi, xuống lầu mua gạo được mà. Sư huynh, mời, mong anh. Lần sau tới tiếp. Bố ơi, này là tình địch gặp nhau, liếc đỏ cả mắt à? Ấy, em nghe anh giải thích. Vẫn giận hả?
Thôi đừng giận mà. Kỳ Tiểu Ngư, anh. Anh, em đi ngủ đã, anh dọn đi. À được, Tuân. Tuân Lệnh. Nóng chết mất. Tâm tịnh là mát ngay, ngủ thôi. Ngại chết mất thôi. Sao mình lại mơ một giấc mơ như vậy? Sao mà gặp mặt Kỳ Tiểu Ngư được đây? Sư huynh nói thuốc này mờ xẻo rất tốt, được không nhỉ? Ấy, em dậy rồi hả? À? Anh làm xong bữa sáng rồi đây. Lần đầu làm không biết thế nào. Em thử xem. Anh đừng qua đây. Em không có ý chê anh. Sư huynh tìm em có việc. Sư huynh á? Vợ ơi, đừng đi. Xếp Kỳ. Xịt. Xếp Kỳ, sao anh lại tới đây? Anh đang cải trang vi hành hay là? Anh tới bắt gian à? Im mồm, nói nhỏ thôi, đừng để lộ thân phận, mau đi đi. Xếp Kỳ, cố lên. Sư muội, anh không hiểu. Rốt cuộc em thích hắn ở điểm nào? Không nhà không xe, làm tài xế cho người khác thì thôi đi, lại còn quan trọng nhất là anh ta còn có hai đứa con. Sư muội, em thật sự có thể hạnh phúc sao? Sư muội, em biết anh đã thích em rất nhiều năm mà, lần này em xuống núi là để độ kiếp nhân duyên, anh cũng được mà. Kiếp nhân duyên? Sư huynh, anh đừng làm loạn nữa, em thật lòng thích anh ấy. Dù anh ấy như thế nào, em đều thích anh ấy. Hơn nữa em thích anh ấy không phải vì độ kiếp, anh ta chỉ là tài xế, có thể cho em được gì chứ? Sư huynh, tấm lòng của anh, tấm lòng của Cửu gia, không biết đã dùng với bao nhiêu người phụ nữ rồi. Kỳ Tiểu Ngư, sao anh lại tới đây? Anh còn không tới thì vợ anh bị cướp đi mất. Anh nghiêm túc chút đi, sư huynh chỉ đang quan tâm em thôi. Đúng rồi sư huynh, sư muội, anh thấy anh ta không yên tâm về em nên theo dõi em. Sao có thể? Tôi cùng ông chủ tới đây, ông chủ của anh đang ở trên lầu. Nhưng mà Cửu gia, anh từng thua trực trước Xếp Kỳ của chúng tôi. Ngang nhiên cướp vợ của nhân viên Xếp Kỳ như vậy, anh không sợ Xếp Kỳ sẽ tức giận sao? Hai người đừng làm loạn nữa. Trời ơi, chiếc váy hơn 300 tệ của em đều tại các anh đó. Vợ, anh sai rồi. Em đi vệ sinh một lát. Tên họ Kỳ kia, anh để sư muội tôi mặc chiếc váy 300 tệ, sao có thể khiến cô ấy hạnh phúc được? Cửu gia, anh có tư cách gì mà xen vào chuyện của vợ chồng tôi? Tôi sẽ nói cho anh biết vì sao. Dựa vào tôi có tài sản hơn 1000 tỷ, dựa vào việc tôi có tiền có thế, có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Còn nữa, tên họ Kỳ, hai đứa con của anh, nếu ngày nào đó mẹ ruột của bọn chúng quay về tìm, anh định ăn nói với cô ấy thế nào? Sư muội tôi đã mất con một lần rồi, anh muốn cô ấy chịu tổn thương một lần nữa sao? Người phụ nữ đó, hình như vết bớt này sắp biến mất rồi. Không phiền Cửu gia phải lo. Cho dù người phụ nữ kia quay về, tôi cũng không cho phép cô ta đưa con tôi đi. Còn nữa, vợ của tôi không cần người khác quan tâm. Không ngờ đường đường là Xếp Kỳ lại là một kẻ cùng con. Cái gì? Sư huynh, anh gọi anh ấy là gì cơ? Vợ, anh ta nói anh là Xếp Kỳ. Kỳ Vân Hạo, em có tin không? Sư huynh, anh nghĩ nhiều rồi. Sao anh ấy có thể là Xếp Kỳ được? Em đã gặp Xếp Kỳ rồi, lần trước còn tới nhà em nữa. Tuy nhìn có hơi giống công tử bột, nhưng vừa nhìn đã biết là người có tiền có thế. Hơn nữa, sư huynh, anh nhìn anh ấy đi, giống tỷ phú chỗ nào chứ? Hơn nữa, làm gì có tỷ phú nào ở nhà thuê rồi đi làm tài xế cho người ta? Không phải tỷ phú ra ngoài đều phải có vệ sĩ đi theo sao? Sư muội, em chắc chắn người em nhìn thấy là Xếp Kỳ thần bí nhất của nhà họ Kỳ thật sao? Em chắc chắn. Đúng không chồng? Đúng, tất nhiên là Xếp Kỳ rồi. Không thể giả được. Đúng thật, nếu Kỳ Vân Hạo là loại người ngu ngốc như anh ta, sao Bùi Thị có thể thua mãi được? Thà anh tìm một miếng đậu phụ đập đầu chết đi cho rồi. Sư huynh đừng độc miệng như vậy, anh xem, anh chẳng tức chồng em cũng không tệ mà, chăm chỉ, biết làm việc, thành thật, đáng nói không chừng sau này còn phát tài đó. Vậy sau này em gọi anh là Xếp Kỳ nhé. Xếp Kỳ. Xếp Kỳ. Xếp Kỳ, mắt anh bị sao vậy? Xếp Kỳ. Sao có thể, tôi là tài xế của Xếp Kỳ. Xếp Kỳ đang ở trên lầu,
Hả, sếp Dương, anh gọi linh tinh gì vậy? Sếp Kỳ mà biết, hậu quả nghiêm trọng lắm đó. À đúng rồi, anh tới tìm sếp Kỳ bàn chuyện hợp tác đúng đi không? Thôi, tôi đưa anh lên lầu. À, an phận chút, cô ấy là vợ tôi. Sư huynh, anh đừng ngại nhé, chồng em. Không sao. Đúng rồi sư muội, hôm nay anh tới tìm em chủ yếu là vì chuyện này. Không phải em vẫn luôn điều tra hai đứa bé đó sao? Bây giờ đã điều tra được rồi. Hai đứa con của em không những chưa chết, hơn nữa còn đang ở Giang Thành. Cho em chơi một lát. Anh trai chơi một chút thôi được không? Sư huynh, anh nói là con của em vẫn còn sống sao? Đúng, hơn nữa anh còn điều tra được y tá đỡ đẻ cho em năm đó là Vương Đan Tề. Sau khi đỡ đẻ xong, trong tài khoản đột nhiên nhận được một số tiền lớn, mà cô ta chính là khách hàng ngày mai của em. Vợ, em đang nghĩ gì vậy? Vẫn không vui vì chuyện của anh và sư huynh của em à? Mẹ làm sao vậy? Sao mẹ lại không vui? Có phải đồ xấu xa Kỳ Tiểu Ngư lại chọc giận mẹ rồi không? Cóc ba chân khó tìm, chứ đàn ông hai chân thì nhiều lắm. Con và anh trai đồng ý đổi một người bố. Được rồi, được rồi, mẹ vui rồi. Bây giờ các con mau đi tắm rồi đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi học. Vâng. Đó. Nếu hai đứa bé của mình còn sống, có khi nào ngày nào cũng được vui vẻ như vậy không? Các con, mẹ tới tìm các con đây. Chào cô, tôi là nhà thiết kế của Bùi Thị. Tới xem bố cục của nhà cô. Sao bây giờ cô mới tới hả? Sao lại là cô? Sao Bùi Thị lại phái một người trẻ tuổi tới đây thế này? Con của tôi đâu? Xin lỗi, hai đứa bé trong bụng cô vì tai nạn nên đã. Con yêu, mẹ nhất định sẽ tìm được con. Ngây ra đó làm gì? Biệt thự của tôi mấy triệu tệ đó, cô có làm được không đó? À, cô Vương, cô yên tâm, tôi là chuyên gia về khoản này. Được, vậy thì vào đi, nếu tôi thấy không làm tốt. Đây không phải chị dâu của mình sao? Sao lại ở đây? Alo, anh đoán xem em vừa nhìn thấy ai? Cô Vương, cô ở đây một mình sao? Liên quan gì tới cô hả? Rốt cuộc cô tới xem bố cục hay là để hóng hớt? Thật ngại quá, thật ngại. Vậy tôi lên lầu xem bố cục căn nhà nhé. Đi đi. Đừng có tay máy chân tay đó. Mình đã gặp cô ta ở đâu rồi nhỉ? Là cô ta. Con của tôi đâu? Alo, tiểu thư. Đứa bé bị chúng ta ôm đi năm đó. Mẹ của chúng tới tìm tôi rồi. Kỳ Tiểu Ngư, tại sao ảnh của chồng mình lại ở đây? Lẽ nào người phụ nữ này là con của mình? Quả nhiên vẫn chưa chết. Cô đang làm gì vậy? Tôi đang chụp lại cách bài trong nhà. Như vậy có thể về nghiên cứu thêm. Chụp xong chưa? À, chụp xong rồi. Vậy chúng ta xuống lầu thôi, vừa hay tôi có chuyện muốn nói với cô. Được. Kỳ Vân Lan, nếu em rất nhàn thì về công ty ký tài liệu đi. Chị dâu em ở đâu là tự do của cô ấy. Kỳ Tiểu Ngư, anh nhìn thấy chưa? Nhìn thấy rồi. Anh nhìn thấy gì? Nhìn thấy tay của sếp rất trắng. Không phải cái này, không phải. Bố, con mơ thấy mẹ gặp nguy hiểm. Chúng ta mau đi cứu mẹ đi. Đúng. Không ổn, Nhược Y xảy ra chuyện rồi. Hủy bỏ mọi cuộc họp, chuẩn bị xe, gọi người đi. Vân Lan, lúc nãy em nói chị dâu ở đâu cơ? Lần này để xem cô có chết không. Cô Từ, uống nước đi. Cảm ơn. Cô Vương, cô muốn nói gì? Chỉ là cảm thán chút thôi. 5 năm rồi, cô Từ vẫn trẻ tuổi như vậy, hoàn toàn không giống người đã từng sinh hai đứa con. Cô Từ, không phải cô muốn hỏi con của cô đi đâu rồi sao? Được thôi, tôi nói cho cô biết.
Chị gái của tôi ơi, ngoan ngoãn sống qua ngày với chồng chị không tốt hơn sao? Chị cứ muốn điều tra chuyện năm đó làm gì? Có phải chị bất ngờ vì sao tôi lại ở đây không? Không sai, hai đứa con của chị là tôi đưa đi đó. Dê, cũng là do tôi đâm. Ưm. Thuốc sẽ có hiệu lực nhanh thôi. Xem ra bình thường cô Từ rất thiếu đàn ông. Hầu hạ chị ta cho tốt vào, sau đó đưa thi thể của chị ta cho chồng và con của chị ta xem. Mau lên. Các người giấu con tôi ở đâu rồi? Mấy người nhìn đi, đã tới lúc này rồi, vẫn còn nghĩ tới con mình à? Đúng là tình mẫu tử thiêng liêng. Con của tôi đâu? Chơi chết chị ta đi. Con của tôi đâu? Nhược Y. Nhược Y. Anh, em vừa rời đi một lát, bên trong đã không có ai rồi. Tìm kỹ vào cho anh, cho dù phải đào ba tấc đất cũng phải tìm được cô ấy cho tôi. Vâng, đi thôi. Cái gì? Hai người họ là anh em ruột ư? Kỳ Tiểu Ngư mới là sếp Kỳ. Alo, tiểu thư, tôi muốn gặp cô. Con nhỏ này có chút bản lĩnh đấy, nhưng hôm nay cô không thoát được đâu. Da rẻ mịn màng như vậy, ông đây còn chưa được thử bao giờ đâu. Các con, lần này mẹ không gắng gượng được nữa rồi. Con yêu, bố các con tới rồi. Bố tới rồi, Kỳ Tiểu Ngư. Anh là ai? Là anh. Không liên quan tới tôi, không liên quan tới tôi. Xin hãy tha cho tôi đi, đi. Á, xin tha mạng. Chúng tôi cũng chỉ nhận tiền làm việc thôi. Con. Con của em. Con gì? Vợ tôi hỏi vậy là sao? Sếp, sếp Kỳ, xin anh tha cho tôi đi. Nói, con gì? Sống, vẫn còn sống. Cái gì còn sống? Hai đứa con của cô ta vẫn còn sống. Đưa cô ta tới bệnh viện khám đi, chờ cô ta tỉnh lại, tôi muốn biết mọi chuyện ngay lập tức. Nhược Y, chồng, em khó chịu quá. Để chồng đưa em về nhà, lát nữa là không khó chịu nữa rồi. Hôm nay cảm ơn anh nhé. Chúng ta đã là vợ chồng rồi, còn cảm ơn cái gì? Thế nào, hài lòng chưa? Cái gì? Cũng được. Anh biết cả rồi à? Người phụ nữ đó nói hai đứa con của em vẫn còn sống. Vậy anh nghĩ thế nào? Tất nhiên là tìm ra bọn nhỏ rồi đón về nhà rồi. Chúng ta đã là vợ chồng, em coi con anh như con ruột, anh cũng vậy. Từ Nhược Y, rốt cuộc em có phải người phụ nữ đó không? Không có. Lẽ nào là mình nhìn nhầm rồi sao? Người phụ nữ tối đó thật sự là Thẩm Hâm sao? Chồng à, anh đang nghĩ gì vậy? Anh. Chồng, anh nói em có thể tìm được con không? Yên tâm, hôm qua anh đã đưa y tá kia vào bệnh viện, cô ta tỉnh lại, bệnh viện sẽ lập tức liên lạc tới. Lúc đó chúng ta sẽ biết tung tích của bọn trẻ thôi. Tiểu thư, tôi thật sự không biết chồng chị ta là Kỳ Vân Hạo, tôi tưởng anh ta chỉ là tài xế. Nếu để anh ta biết là chúng ta bắt con của tiện nhân kia đi, anh ta sẽ không tha cho chúng ta đâu. Cầu xin cô hãy nói cho bây tôi giờ biết. Hai đứa bé kia đang ở đâu? Chúng ta trả nó cho Từ Nhược Y. Tên họ Kỳ kia chắc chắn sẽ không chấp nhận được chuyện Từ Nhược Y có hai đứa con. Như vậy bọn họ sẽ bỏ nhau thôi. Đây là ảnh tìm được ở nhà y tá năm đó. Hai đứa con của Kỳ Vân Hạo chính là con của Từ Nhược Y. Không, không thể để họ nhận lại nhau được. Vậy cô có còn muốn trả lại con không? Tất nhiên là không rồi. Dựa vào đâu mà chị ta lại tốt số như vậy? Tôi không cho phép. Tôi muốn chị ta phải chết. Chị ta buộc phải chết. Chị ta không chết thì tôi sẽ phải chết.
Vương Đan Tề. Cô dám công khai bức ảnh. Người tiếp theo chết chính là cô. Mê thơ, chồng mới sáng sớm mà hai đứa làm gì vậy? Chúng con đến xem bố và mẹ mà. Mẹ ơi, hôm qua chúng con lo cho mẹ lắm. Mẹ không sao chứ? Cảm ơn các con. Mẹ không sao, mà mẹ còn rất vui nữa. Mẹ rất vui, đi thôi. Không tốt rồi, y tá kia tối hôm qua đã bị giết. Cái gì, bị giết rồi? Vậy con của em, Nhược Y, em còn chưa khôi phục, không được kích động. Sao em không kích động cho được? Khó khăn lắm em mới tìm ra manh mối. Là ai không muốn em gặp con cơ chứ? Nhược Y, nếu con vẫn còn sống, anh nhất định sẽ giúp em tìm ra. Nhưng mà Nhược Y, anh là chồng em hãy thử học cách dựa vào anh đi. Cảm ơn chồng yêu, thật tốt khi gặp được anh. Sao thế, chẳng phải đã cho người canh chừng rồi anh, à? Người chúng ta sắp xếp đã bị hạ gục hết, camera cũng bị xóa, cả hồ sơ gia đình trong vòng 10 năm gần đây, hôm qua cũng bị thiêu rụi. Chắc chắn là Từ Vũ Khiết làm, lấy danh nghĩa Kỳ Thị hạ lệnh truy nã Từ Vũ Khiết. Anh phải giúp chị dâu của cậu tìm cho ra hai đứa bé đó. Đột nhiên một con sói hung dữ nhào tới, thuyền đã biến mất. Sư huynh, sao anh lại tới? Sư muội, anh nghĩ anh có lẽ đã tìm được hai đứa bé kia giúp em rồi. Sư huynh, anh nói gì? Đây là ghi chép về toàn bộ những trẻ em sinh ra vào ngày em sinh ở Giang Thành, em có thể đọc qua. Anh đã sàng lọc toàn bộ những cặp long phượng thai, cuối cùng chọn ra được 8 cặp. Anh lấy mẫu tóc của 7 trong số đó đi giám định ADN. Vậy còn cặp cuối cùng? Cặp cuối cùng chính là chúng nó. Ý anh là bọn chúng có thể là con của em. Sư muội, em là truyền nhân thiên sư, huyết mạch dị bẩm, chỉ có em mới sinh ra được. Cặp song sinh có siêu năng lực, không thể nào. Kỳ Tiểu Ngư sẽ không lừa em đâu. Anh ấy nói ngây thơ trong sáng là con của anh ấy với vợ cũ. Không được, em phải gọi hỏi anh ấy, hỏi xem 5 năm trước anh ấy có đến khách sạn Hải Thi không. Sư muội, dù có đến hay không thì chuyện con cái cũng là em bị lừa. Không thể nào, Kỳ Tiểu Ngư sẽ không lừa em. Anh, hồ sơ bên kho dữ liệu đã bị thiêu kha khá. Có điều em phát hiện một vài ghi chép về thai sản liên quan đến vợ cũ con của chị dâu thì em lại không tìm được tí nào. Ngoài ra khi nãy Bùi Thanh Yến đưa đến một tài liệu cho chị dâu, lái xe về nhà. Các con nói mẹ ruột của các con không tốt với các con, cho nên bố mới ly hôn với mẹ ruột hả? Bố cũng có vẻ không quá thích mẹ. Bố chưa bao giờ hôn mẹ. Đến giờ ngủ cũng là bố ngủ với chúng con. Có một lần con nghe được bố lén nói rằng nếu không phải vì chuyện đó, bố cũng sẽ không lấy mẹ. Chuyện gì cơ? Không có người mẹ nào lại không thích con của mình. Nếu ngây thơ trong sáng thật sự là con của mình, mọi thứ sẽ được giải đáp. Cho nên mình phải xét nghiệm ADN một lần. Ngây thơ trong sáng, mẹ có thể bàn bạc một chuyện với các con không? Mẹ, có phải mẹ muốn xét nghiệm ADN với con và em không? Sao các con biết? Con và em gái vừa nghe mẹ và chú Bùi nói chuyện. Hơn nữa, chúng con cũng cảm thấy chúng con không phải do người phụ nữ xấu xa đó sinh ra. Chúng con là con của mẹ. Mẹ xem, bố không có siêu năng lực, nhưng mẹ có, con và em gái cũng có. Bố nói người kia có, nhưng chúng con chưa bao giờ gặp người đó. Con và anh trai đã chuẩn bị xong rồi. Chúng con chỉ muốn làm con của mẹ. Cảm ơn các con. Ba mẹ con đây là bố. Ba mẹ con đang, khi nãy mẹ không vui nên chúng con đang dỗ mẹ. Bố định tặng hoa cho mẹ sao? Tặng em đó. Kỳ Tiểu Ngư, anh sẽ không lừa em đúng không? Sao vậy? Đương nhiên là anh sẽ không lừa em rồi. Vậy thì tôi, em biết mà, em ghét nhất là bị lừa dối. Làm sao đây? Nếu nói rõ thân phận cho cô ấy, liệu cô ấy có giận dữ rồi bỏ mình không?
Không thể nào. Không thể nào. Nhược Y lại có thể là mẹ ruột của ngây thơ trong sáng. Không, không, không thể nào. Trên người cô ấy đâu có vết bớt trăng lưỡi liềm. Không có. Không lẽ là mình nhìn lầm? Người phụ nữ tối đó thật sự là Thẩm Hâm. Vân Lan, báo cho toàn bộ bệnh viện ở Giang Thành, dù chị dâu của cậu đến đâu làm xét nghiệm ADN cũng phải xử lý thật nhanh. Vâng, chị dâu thật sự là mẹ ruột của Kỳ Hàm và Kỳ Ngữ ư? Mọi kết quả phải chờ ngày mai mới biết được. Xin chào, có kết quả xét nghiệm rồi đây. Nhanh vậy sao? Đúng như những gì tôi nghĩ. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Cô Từ, tôi nghĩ có một việc tôi cần nói với cô. Trước kia có một đôi long phượng thai đi tìm mẹ đến phẫu thuật ở bệnh viện chúng tôi. Chúng tôi thấy bọn nhỏ đáng thương, bèn nhập ADN của chúng vào. Bác sĩ, ý anh là? Chúng tôi đã xét nghiệm ADN của chúng với cô. Chúc mừng cô, ba người có quan hệ huyết thống. Bác sĩ, cặp song sinh đó ở đâu? Đây là địa chỉ nhà họ. Nhưng mà trong quá trình phẫu thuật ấy, bé gái kia vì không tìm được cơ quan tương thích nên đã qua đời. Không thể nào. Tôi không tin. Con ơi, con của mẹ. Chờ mẹ đi tìm con nhé. Chờ mẹ. Quả nhiên là không có quan hệ huyết thống. Vâng, anh Kỳ. Nhưng vẫn còn một chuyện. Chuyện gì? Có một cặp long phượng thai xét nghiệm với chị ấy. Mau báo địa chỉ cho anh. Là chỗ này ư? Mẹ ơi, cuối cùng mẹ cũng đến tìm con và bố rồi. Con gọi mẹ là gì? Mẹ ạ, mẹ giống hệt như trong mơ của con. Cho nên mẹ chắc chắn là mẹ con rồi. Mẹ, em gái đã chết rồi. Em ấy sẽ không bao giờ thấy lại mẹ nữa. Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi. Là mẹ có lỗi với các con. Vợ, 5 năm rồi, em đã tìm đến anh và con rồi. Thể hình không giống, khí chất cũng không. Chắc chắn anh ta không phải người đàn ông năm đó. Anh có chứng cứ gì chứng minh anh là người 5 năm trước? Anh, chị dâu có lẽ chính là người của 5 năm trước mà vết bớt biến mất. Có lẽ là chị dâu dùng sản phẩm xóa sẹo của Kỳ Thị. Vậy vì sao xét nghiệm ADN của cô ấy với ngây thơ trong sáng lại không ra cùng huyết thống? Đây, dù sao đi nữa, anh mau đi gặp chị dâu, đừng để chị ấy bị người khác lừa mất. Phòng 666 ở khách sạn Hải Thiên của 5 năm trước. Ngày đó em mặc bộ váy màu đỏ. Trên vai em có vết sẹo như mặt trăng. Nếu anh không phải, thì sao anh nhớ rõ thế? Vợ à, 5 năm trước anh sợ em tranh quyền nuôi hai đứa bé nên mới bảo y tá Vương nói với em là con đã chết. Thật sự là anh à? Vợ ơi, em về đi. Con gái đã chết, em cũng không muốn để con trai chết nốt chứ. Em cũng không muốn để con trai chết nốt chứ. Dừng tay. Mẹ, mẹ không cần chúng con nữa sao? Chúng con và bố không thể thiếu mẹ. Anh là ai? Anh là ai? Nhược Y, tôi đã nghe lời anh nói rồi. Nhưng tôi nói cho anh biết, tôi mới là người đàn ông ở khách sạn Hải Thiên 5 năm trước. 5 năm trước tôi bị người hãm hại, vô tình phát sinh quan hệ với một người con gái. Tôi nhớ rất rõ, trên vai của người con gái ấy có vết bớt hình trăng lưỡi liềm. Cho nên anh mới muốn xem vai của em như vậy. Đúng. Nhưng sau đó thấy em không có, nên anh sợ em hiểu là anh yêu người khác. Anh mới. Vậy ngây thơ trong sáng là con của em. Kể hay lắm. Kể ngọt lắm.
theo ý của anh đây, anh mới là người đàn ông đó, vậy đứa bé này tính sao? Chú ơi, chú đừng cướp mẹ cháu. Mẹ, em gái đã chết, con và bố chỉ còn mỗi mẹ thôi. Mẹ, cậu ta nói bậy, chúng con mới là con của mẹ. Mẹ, mẹ đã nói, sẽ không bao giờ bỏ đi. Mẹ. Anh định làm gì vợ tôi? Buông tay, đừng có bắt nạt bố cháu. Mẹ, mẹ không cần con nữa sao? Mẹ, đừng bỏ con rất ngoan. Tôi muốn ở một mình. Sư huynh, em thật sự không biết phải làm sao. Nhưng em không muốn rời xa Kỳ Tiểu Ngư. Nhưng em vừa thấy đứa bé đó, liền nhớ đến đứa con gái đã mất của em. Anh nói, nếu em xuất hiện sớm, thì con bé sẽ... Sư muội, em có từng nghĩ, mọi thứ có thể là giả. Đứa trẻ ấy, không phải con của em không? Nhưng bác sĩ nói kết quả xét nghiệm, em có đích thân làm xét nghiệm không? Hoặc là nói, với quyền thế của anh, vì sao lại chưa từng tra ra ở Giang Thành này có cặp song sinh nào như vậy? Ý anh là anh đã phái người điều tra rồi, hai đứa trẻ và tên đàn ông em nói, tên Lại Chí Quốc và Lại Thần, là vừa đến Giang Thành được một tháng. Nhưng mà, anh tin có người sẽ nhanh chóng tra ra chuyện này hơn. Vợ à, đến trung tâm xét nghiệm đi. Vâng. Tôi không làm xét nghiệm. Cô ấy chính là mẹ của con tôi. Dựa vào đâu tôi phải làm? Vậy vì sao một tháng trước anh mới đến Giang Thành? Tôi không phải người Giang Thành. Tôi về tìm mẹ cho con tôi không được à? Cô muốn xóa sạch quan hệ với hai bố con tôi chứ gì? Cái đồ dâm đãng nhà cô. Hôm nay các người buộc phải làm xét nghiệm. Nếu không, tôi không thiếu cách để bắt anh làm. Mẹ ơi. Thần Thần, nếu mẹ thật sự là mẹ con có thể coi như là giúp mẹ một chút không? Lại Thần, mày dám đưa, tao đánh chết mày. Của mẹ đây hả? Bác sĩ, làm phiền cô. Nếu Nhược Y không phải mẹ của cậu bé. Bác sĩ ơi, thế nào rồi? Người giám định từ Nhược Y và người được giám định Lại Thần, quan hệ giám định huyết thống được thành lập. Mà theo kết quả giám định, Lại Thần bị thiếu ra, bây giờ đang mắc bệnh rất nặng. Đề xuất cho mọi người mau điều trị. Sao lại như vậy? Kết quả tương thích 99,99%. Không ngờ đó là con của cô ấy thật. Sư muội, tôi bảo mà, thật thì không giả nổi, giả thì không thật nổi. Anh bảo anh là người đàn ông đó, bây giờ có kết quả rồi, anh nói thế nào? Anh, kết quả giám định của Từ Nhược Y và Ngây Thơ, trước kia cô ấy cũng làm rồi, không phải bố con. Chuyện này là thế nào đây? Rõ ràng trên vai cô ấy có bớt hình trăng khuyết. Anh, em tìm được ông chủ của Hải Thiên rồi. Anh ta bảo em, 5 năm trước vì sửa chữa nên số đầu tiên ở số phòng của anh bị đổi ngược. Nên phòng của anh là 966, không phải 666. Mà vết bớt đó, có khi nào là anh nhớ nhầm không? Chị dâu không phải là người phụ nữ đến đó. Ha ha ha, vợ, em về nhà với anh đi. 5 năm trước, bởi vì em nên con gái của chúng ta chết. Bây giờ, chỉ còn thằng con trai này, mà nó còn em không thể bỏ rơi nó. Mẹ ơi, mẹ về nhà với con được không? Lại Thần, mẹ ơi, mẹ về nhà với con được không? Anh Lại, cho dù anh là người đàn ông 5 năm trước thì tôi cũng không bao giờ ở cùng anh đâu. Chồng của tôi chỉ có một người, chính là anh ấy, Kỳ Tiểu Ngư. Mẹ ơi, có phải mẹ không cần con nữa không? Có phải con làm mẹ không thích con không? Nếu em gái con vẫn còn sống, có phải mẹ sẽ ở lại không? Không đâu, sao mẹ lại không thích con chứ? Tôi muốn ở riêng với Tiểu Thần một lúc. Tại sao chứ? Vì cô ấy là mẹ ruột của Thần Thần, cô ấy có quyền được ở riêng với Thần Thần. Ngây Thơ, trong sáng vẫn đợi em ở nhà. Em có thể đưa cậu bé về với hai đứa chúng nó. Hai đứa chúng nó sẽ chấp nhận cậu bé,
Vâng. Nhưng mà mấy hôm tới em muốn bình tĩnh lại, được không? Được. Cảm ơn anh. Sư huynh, chúng ta đi thôi. Bố ơi, mẹ đâu rồi ạ? Có phải mẹ không cần chúng con nữa không? Mẹ đưa anh Thần Thần ra ngoài chơi thôi. Bố đồng ý không làm phiền mẹ với anh rồi. Bố ơi, có phải bố ngốc không? Cứ thế này thì vợ của bố bị người ta cũng mất đấy. Em gái, xem ra kế hoạch bảo vệ mẹ chúng ta phải tự làm rồi. Vâng ạ, hai đứa muốn làm gì? Kỳ Tiểu Ngư, mau điều tra mẹ chúng ta ở đâu, rồi lập tức báo cáo. Khởi động kế hoạch bảo vệ mẹ. Mẹ xin lỗi, mẹ không phải một người mẹ tốt. Mẹ không biết bao nhiêu năm nay con lại sống khổ sở như vậy, không ngờ con lại phải đi nhặt rác để sống. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc, con với bố đã hứa với em gái, nếu như mẹ đến tìm con sẽ không trách mẹ. Mẹ ơi, mẹ có thể ở cùng con với bố không ạ? Điều mà em gái muốn nhất là gia đình bốn người chúng có thể ở bên nhau mãi mãi. Mẹ, về nhà với Thần Thần đi ạ. Tuy em gái mất rồi, nhưng Thần Thần sẽ nghe lời, con sẽ khiến mẹ thích. Được, mẹ đồng ý với con. Mẹ ơi, ngây thơ, trong sáng. Sao hai con lại đến đây? Tiểu Ngư, hai hôm nay em muốn yên tĩnh. Mẹ ơi, tại con với em gái, nhớ mẹ quá. Mẹ ơi, mẹ đừng trách bố. Anh trai ơi, em tặng đồ chơi cho anh này. Chúng ta cùng nhau đi chơi đi. Mình với em gái mới là con ruột của mẹ. Hôm nay mình sẽ vạch trần cái thứ nói dối này. Ừm, chúng ta cùng nhau đi chơi đi. Được. Thế hôm nay chúng ta hãy quên đi tất cả những chuyện không vui, đi chơi với nhau thật vui được không nào? Vâng ạ. Đi thôi. Cố lên, cố lên, cố lên. Mát quá. Ie. Ie. Nhanh nữa đi. Mẹ ơi, thực ra con làm sao thế, con đói rồi sao? Thần Thần, con nói to lên, mẹ không nghe thấy. Mẹ ơi, con xin lỗi, thực ra Thần Thần, mẹ con đã không muốn đi cùng chúng ta. Con ở đây đến bao giờ? Bố ơi, chúng ta không thể làm vậy. Thần Thần, sao anh lại đẩy thằng bé? Đây là con trai tôi, trên người nó đang chảy máu của tôi. Cô đã không cần nó rồi, tôi lại không được quản à? Cô lo cho nó như thế. Cô đi với tôi, cô sẽ không đánh nó nữa. Cô ấy là vợ tôi cảnh cáo anh, đừng động chân động tay. Ha ha ha, cướp con trai với tôi sao? Lại Thần, ra đây. Thần Thần, con đừng sợ. Thần Thần nhớ mẹ phải không? Con về nhà với mẹ nhé. Lại Thần, đừng sợ, bố em giỏi lắm, em sẽ cho bố làm bố của anh. Đúng đó ạ. Mẹ ơi, mẹ về nhà với con được không? Nếu không, sau này con cũng không muốn gặp mẹ nữa đâu. Con trai, mẹ. Sư muội, sao lại là anh thế? Cô nuôi mấy thằng đàn ông thế? Tôi cảnh cáo anh còn lo chuyện bao đồng thì tôi giết. Giết chết tôi sao? Được. Ở Giang Thành còn chưa có ai dám nói như vậy với Bùi Thanh Yến này đâu. Bùi Thanh Yến hả? Anh là cửu gia sao? Cút. Còn để tôi nghe thấy anh mang con ra để đe dọa sư muội tôi thì anh biết kết cục đấy. Sư muội, chúng ta đi thôi. Sư muội, tối nay em muốn ăn gì? Sư huynh, anh đưa em về nhà trước đi. Sư huynh, em xin lỗi, em lại mang anh ra làm bia đỡ đạn rồi. Nếu không, hôm nay em lại bản thân mình mềm lòng. Rồi đi với Thần Thần. Quả nhiên, anh vẫn không tranh được với anh ta. Sư muội, em không cần nói gì hết, sư huynh chỉ muốn nói với em một điều, dù em làm gì, sư huynh luôn đứng về phía em. Đi thôi, anh đưa em về nhà. Nhược Y là vợ của tôi, chuyện 5 năm trước trôi qua rồi. Giờ tôi chỉ muốn hỏi anh một câu thôi. Bao nhiêu tiền anh mới giao quyền nuôi dưỡng Thần Thần cho cô ấy? Ha ha ha, tôi ngu làm sao?
sao tôi phải giao quyền nuôi dưỡng cho cô ta? Chỉ cần tôi liên tục làm khó cô ta vì để gặp con, thì tôi muốn bao nhiêu tiền mà chẳng được. Nhưng mà này, ngủ với con đàn bà của tôi thế nào? Cho tôi tiền đi chứ. Thằng chó, không được đánh bố cháu. Anh có giỏi thì cứ chờ mà xem. Lại thần, cút về. Về nhà tao đánh gãy chân mày. Thằng mất dạy, đi. Này, cứ đợi đấy. Bố ơi, tay bố còn đau không ạ? Em về rồi. Mẹ ơi, ăn thử đồ ăn anh nấu đi. Ồ, toàn đồ ăn ngon. Có phải không nào? Vâng ạ, bố yêu mẹ nhất ạ. Hai đứa này ngọt ngào quá. Anh còn tưởng em sẽ không về cơ. Thế anh không muốn em về sao? Không phải, em về đây, anh vui lắm. Em nhớ các con rồi, em cũng nhớ anh. Xấu hổ à? Anh, mẹ ơi, Kỳ Hàm. Không sao, Kỳ Hàm cắn anh đấy. Thật sao? Bố ơi, con xin lỗi. Không sao. Vợ ơi, anh muốn nói với em một chuyện. Thực ra, anh không phải. Cô Tử, chào cô, xin hỏi cô. Ăn đi. Ai? Lâu rồi không gặp. Không lẽ anh không giới thiệu với em sao? Cô đến đây làm gì? Ăn đi không giới thiệu với em. Vậy thì để em tự hỏi. Chào cô, tôi là Thẩm Hâm, là mẹ ruột của Ngây Thơ và Trong Sáng. Chào cô, tôi là Thẩm Hâm, là mẹ ruột của Ngây Thơ và Trong Sáng. Cô ra đây với tôi, anh làm gì thế? Thả em ra. Anh làm em đau, tôi chưa cho phép, ai cho cô về đây? Trước kia là em sai, nhưng em cũng phải mang nặng đẻ đau con, em muốn gặp chúng nó. Cô muốn về thăm con, tôi không cấm cô. Nhưng cô mà có ý đồ gì, thì tốt nhất là cô từ bỏ đi nhé. Tại sao? Tại sao anh không thể cho em thêm một cơ hội? Chúng ta quen nhau lâu như thế, anh với cô ta quen nhau bao lâu rồi? Cô còn dám để tôi nghe thấy cô nói xấu vợ tôi, thì tôi cho nhà họ Thẩm cô phá sản. Thực hiện kế hoạch. Từ Nhược Y, tôi muốn cô ta phải chết. Anh ơi, bố mà bị mụ phù thủy kia cuốn đi mất thì phải làm sao? Thế chúng ta không thèm bố nữa, chúng ta đi với mẹ. Anh còn có thể chăm sóc em trai cho mẹ. Kỳ Hàm, chó sói về rồi, chạy thôi. Em đừng nghe con nói linh tinh. Anh là chồng của em, không ai cướp được đâu. Chuyện về Thần Thần, em đừng lo nhé. Anh sẽ tìm luật sư tốt nhất để giành quyền nuôi con. Vâng ạ. Nôn ra máu sao? Sao lại nôn ra máu? Sao tự nhiên lại như thế? Hôm qua lúc tôi đi vẫn bình thường mà. Chắc là nó nhớ mẹ quá. Anh nói vậy là có ý gì? Vì tôi nói với nó, chỉ cần nó bị bệnh, tôi sẽ cho nó gặp mẹ. Thằng Thần Thần thông minh, nên nó tự bị làm mình đau luôn. Nhưng mà trẻ con không biết gì. Cô không nhìn thấy đó, lúc ấy máy chảy đầy đất luôn. Lúc đưa đến bệnh viện, người nó lạnh luôn rồi, xúc vật. Thần Thần cũng là con trai anh, sao anh lại làm vậy với nó? Mua thêm thằng của nợ này, tôi còn không đi tìm vợ được. Cô đã không chịu ly hôn với thằng đàn ông này để về chăm Thần Thần. Thần Thần thành ra thế này đều tại cô đấy. Nhược Y, em đừng nghe anh ta nói láo. Thần Thần thành ra thế này đều tại anh ta. Đúng, tôi cố ý đấy. Cô có tức không? Nhưng tôi là người giám hộ của Thần Thần. Tôi có đầy cách để khiến Thần Thần âm thầm chết toi. Anh, đừng, đừng anh, tôi sẽ ly hôn. Nhược Y, Tiểu Ngư, em xin lỗi, nhưng em không thể trơ mắt ra nhìn con chết. Bệnh nhân bị suy gan nên cần phải thay gan, phí điều trị cần ít nhất 2 triệu tệ, người nhà mau đi gom tiền đi. Nhược Y, trị bệnh cho Thần Thần quan trọng, chúng ta nghĩ cách trước đi. Tôi sẽ ly hôn, nhưng anh phải chữa bệnh cho Thần Thần đi. Được, ha ha ha. Tôi đợi tin tốt của cô, ha ha ha. Sao năm đó em lại động phải anh ta chứ? Nhược Y, em đừng lo. Em cứ ở bên Thần Thần đi, để anh đi gặp bác sĩ hỏi tình hình cụ thể.
sao cô lại đến đây? Nghe nói cô muốn ly hôn. Dù tôi với Kỳ Tiểu Ngư ly hôn, anh ấy cũng không cưới cô đâu. Kỳ Tiểu Ngư? Cô gọi anh ấy là Kỳ Tiểu Ngư sao? Buồn cười chết mất thôi. Cô nói vậy là có ý gì? Anh ấy là Kỳ Vân Hạo, là tổng giám đốc của tập đoàn Kỳ Thị, đã trở thành tỷ phú Giang Thành, khiến người người khiếp sợ. Cô nói gì cơ? Chồng tôi là Kỳ Tiểu Ngư, anh ấy là tài xế của sếp Kỳ, tôi còn từng gặp sếp Kỳ. Nhìn kỹ rồi chứ? Người cô nghĩ là sếp Kỳ là em trai Kỳ Vân Lang của anh ấy. Tên của anh ấy cũng là giả. Ngay từ đầu anh ấy đã lừa cô rồi. Cô nghĩ Kỳ Vân Hạo yêu cô thật sao? Đừng ngốc nữa, anh ấy đường đường là tổng giám đốc của Kỳ Thị, tài sản cả nghìn tỷ, là người đứng trên đỉnh cao. Cô nghĩ anh ấy sẽ thích một con đàn bà từng đẻ con như cô sao? Không thể nào, cô nói dối. Bức ảnh này là giả. Xin lỗi nhé, bức ảnh này là thật. Con của cô, chồng của cô đều đang lừa cô. Hôm qua anh ta lén cô đi gặp Lại Chí Quốc, hôm nay Lại Chí Quốc đã giày vò Lại Thần nhập viện, còn cô khóc lóc cầu xin anh ta ly hôn với cô. Cô có ý gì? Cô đoán xem, anh ta giàu như thế, tại sao tôi phải ly hôn với anh ta? Bởi vì anh ta là một kẻ cuồng khống chế, xem bản thân là trung tâm, anh ta muốn chơi đùa với cô tiếp, nên mới giết chết con cô. Cô nghĩ tôi sẽ tin sao? Tóm lại tôi đã nhắn gửi, tin hay không tùy cô, hoặc là có thể đi hỏi chồng yêu của cô. Là giả, toàn là giả, lừa mình thôi. Anh, đội ngũ bác sĩ chữa thật chuyên nghiệp nhất, em đã tìm giúp anh rồi, ngày mai họ sẽ bay từ Pháp đến đây, vất vả cho em. Nhưng nói đi phải nói lại, anh thật sự muốn đem 25% cổ phần cho chị dâu sao? Cả trăm tỷ đấy anh, nếu xử lý không tốt, chị dâu thật sự sẽ ly hôn với anh đấy. Chính vì cô ấy ly hôn với anh mới phải chuyển ngay bây giờ. Như vậy, dù có ly hôn, cô ấy cũng có cuộc sống tốt hơn. Người đàn ông chìm vào biển tình, đáng sợ thật sự. Anh muốn cho chị dâu biết thân phận của ngay anh lúc này sao? Vì chuyện của đứa bé mà cảm xúc chị dâu vẫn rất tệ. Giờ anh thú nhận, em sợ chị ấy sẽ giận, anh biết. Nhưng anh cứ cảm thấy, nếu còn không chủ động nói với cô ấy, anh sẽ mất cô ấy. Nhược Y, anh đã tìm cho thần đội ngũ bác sĩ tốt nhất. Mới đó đã tìm ra đội ngũ tốt nhất. Em nên nói đây là thực lực của sếp Kỳ danh tiếng lẫy lừng sao? Anh không phải Kỳ Tiểu Ngư, anh là Kỳ Vân Hạo, tổng giám đốc tập đoàn Kỳ Thị đúng không? Đúng. Nhưng anh, vậy nên hôm qua anh đã lén em đi gặp Lại Chí Quốc. Vợ, có phải ai đã nói gì với em không? Đừng gọi tôi là vợ, phải hay không phải? Nói cho tôi biết. Đúng là anh đã đi gặp anh ta, nhưng anh đi bàn bạc chuyện quyền nuôi Thần Thần, cho nên lời cô ta nói đều là thật. Cô ta không lừa tôi. Vợ, đừng chạm vào tôi. Lừa tôi vui lắm đúng không? Anh lừa tôi cũng được, nhưng tại sao anh lại muốn giết con tôi? Lừa em là anh không đúng, nhưng anh chưa bao giờ muốn giết con em. Kỳ Vân Hạo, chúng ta ly hôn đi. Đời này tôi ghét nhất là bị lừa gạt. Vợ, Nhược Y, cho anh một cơ hội giải thích, tin anh lần nữa đi. Tôi vĩnh viễn không tin anh nữa. Từ Nhược Y, cô đi chết đi. Tiểu Ngư, vợ, tin anh lần nữa được không? Em tin anh, không ly hôn được không? Người nhà chờ bên ngoài đi. Chồng ơi, anh tuyệt đối đừng có chuyện gì. Xin lỗi, đều là lỗi của tôi. Nếu không tại tôi, anh cậu cũng sẽ không. Chị dâu, chị đừng lo lắng. Lúc nhỏ có người bói cho anh em, anh ấy đại phú đại quý, chết rồi vẫn sống lại, chắc chắn không sao. Vân Lan, Vân Lan, anh trai con mẹ, sao rồi? Mẹ đừng lo, anh ấy đang cấp cứu. Mẹ, con. Ai là mẹ cô? Cô có tư cách gì gọi tôi? Mẹ, con còn dám cản mẹ. Nếu con không giúp anh che giấu chuyện kết hôn, sao nó lại bị cô ta hại như thế này? Gì? Cháu xin lỗi. Xin lỗi có ích gì sao? Có thể khiến con tôi tỉnh lại sao? Tại sao? Tại sao cô lại hại con trai tôi? Dì yên tâm, nếu Tiểu Ngư, nếu Vân Hạo có bất chắc gì, cháu sẽ đền cái mạng này cho anh ấy. Chồng, em sẽ không để anh chết. Từ Nhược Y, cô đúng là sao chổi. Khắc chết con gái ruột của mình chưa đủ, bây giờ còn khắc chết chồng cô. Cậu là ai thế? Gì? Tôi là người tình một đêm của con dâu gì, bố đẻ của con cô ta. Sao con trai tôi lại thích cái loại đàn bà bẩn thỉu đê tiện như cô? Ly hôn, tôi muốn cô ly hôn với Vân Hạo ngay.
tôi tuyệt đối không cho phép cô làm bẩn gia phong Kỳ Thị. Gì? Cháu đã hứa với Vân Hạo cháu sẽ không ly hôn với anh ấy, sao cô có thể nói những lời xấu hổ này? Cô hại Vân Hạo của tôi thành ra thế này rồi. Người đâu? Ném cô ta và người đàn ông này, cả đứa nhỏ này nữa, ném ra ngoài cho tôi. Bà già chết tiệt, dựa vào đâu bà sai người? Ném tôi ra ngoài, bà có tin tôi sai người giết bà không? Câm miệng, mở to mắt cho của anh ra nhìn. Vị này là mẹ của tổng giám đốc tập đoàn Kỳ Thị, anh dám mắng mẹ sếp Kỳ, chán sống sao? Mẹ của sếp Kỳ? Vậy người đó là sếp Kỳ sao? Sao lại như vậy? Anh ta chỉ là một tên tài xế quen mà, không ngờ em cũng có bản lĩnh đấy. Em mê hoặc tổng giám đốc Kỳ Thị, mất hồn mất vía. Em và anh ta là vợ chồng hợp pháp, đã có đăng ký, chỉ cần anh ta chết em sẽ phát tài. Tiền này em phải để lại cho thần thần của mình nhé vợ. Câm miệng, Vân Hạo sẽ không chết. Con khốn, cô dám đánh tôi. Đáng đánh, đủ rồi. Từ Nhược Y, cô muốn làm loạn đến khi nào? Cút, nơi này không chào đón cô. Gì? Cháu biết gì ghét cháu, nhưng cháu có thể xin gì, cho cháu chờ anh ra ngoài không? Bác sĩ, con trai tôi sao rồi? Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Vân Hạo của mẹ, đều tại con sao chổi như cô hại con trai tôi, tại sao cô không chết đi? Cô trả con lại cho tôi. Sư muội, em không sao chứ? Anh ấy sao rồi? Không ngờ anh ta là Kỳ Vân Hạo thật. Lại thêm một gian phu. Con trai tôi vì loại phụ nữ như cô nên mới mất mạng. Tôi là Bùi Thanh Yến, tổng giám đốc Bùi Thị, cửu gia của Giang Thành. Tôi đánh giá thấp cô rồi. Kỳ phu nhân, bà ăn nói cho đàng hoàng. Cô ấy là sư muội tôi, cũng là người con trai bà yêu, mong bà thu hồi những lời vu khống đó. Đừng nghĩ cô tìm được chỗ dựa, tôi sẽ không thể làm gì cô. Tôi nói rồi, phải bắt cô đền mạng, có tôi ở đây, đừng ai mong bắt nạt sư muội tôi. Sư huynh, em không thể nhìn Vân Hạo chết, anh giúp em chuẩn bị hai thứ, lẽ nào em không được? Anh không cho phép em làm vậy. Chia buồn. Con trai, sao con nhẫn tâm để mẹ đầu bạc tiễn đầu xanh thế này? Mẹ, tim mẹ không tốt, đừng quá kích động, chúng ta đưa anh đi rồi tính. Cô muốn làm gì? Vân Hạo chưa chết, cháu có thể cứu sống anh ấy. Cô nói thế là sao? Người chết hay chưa, chẳng lẽ tôi nhầm được sao? Tôi là đệ tử thân truyền của Thông Thiên đạo nhân, biết tiên pháp Thông Thiên, cải tử hồi sinh, tôi có thể cứu anh ấy, nhất định sẽ cứu sống anh ấy. Thông Thiên đạo nhân? Thông Thiên đạo nhân có thể nửa bước phi thăng đó sao? Chính là sư phụ tôi, không ngờ cô còn trẻ như thế mà lại được thân truyền từ Thông Thiên đạo nhân. Vừa rồi tôi có mắt thấy Thái Sơn, không thể nào. Cô nói dối cũng phải suy nghĩ, Thông Thiên đạo nhân thân phận gì, địa vị như nhà họ Kỳ chúng tôi, nhiều lần cầu kiến Thông Thiên đạo nhân cũng không được gặp, loại nghèo nàn như cô sao có thể xứng với làm đệ tử thân truyền của lão thiên sư? Nếu cháu nói dối nửa lời sẽ bị trời đánh. Mẹ, anh con từng nói chị dâu là thiên sư, chuyện đến nước này chi bằng để chị ấy thử xem, ngộ nhỡ chị ấy cứu được anh con thì sao? Được, vậy tôi để cô thử. Nếu không thể cứu sống Vân Hạo, cô phải chôn cùng nó. Khoan đã, tôi mới là đệ tử thân truyền duy nhất của Thông Thiên đạo nhân Trương Chi Duy. Cô to gan thật, dám mạo danh đệ tử của sư phụ. Tôi cùng sư phụ lên núi tu hành 5 năm, chưa từng nghe sư phụ nhắc đến cô mới là kẻ giả mạo. Tiểu sư muội xuống núi, sư phụ đã gửi tin cho tôi, bảo tôi chăm sóc tiểu sư muội, tôi có thể chứng minh thân phận của Nhược Y. Bùi Thanh Yến, sư phụ chỉ nói với anh vài câu, anh còn chẳng phải đệ tử ngoại môn, anh có tư cách gì tiếp xúc với đệ tử thân truyền của sư phụ? Anh nói sư phụ gửi tin cho anh. Đúng là nực cười. Đúng, tôi quả thật không phải đệ tử ngoại môn, nhưng Nhược Y thì phải. Vậy anh chứng minh thế nào? Dựa vào cái miệng thôi sao? Anh nói sư phụ truyền tin cho anh, vậy anh lấy thư ra cho mọi người xem. Sư phụ dùng thiên lý truyền âm, vậy là không có rồi. Tôi biết ngay cô là giả mạo mà. Lão thiên sư siêu phàm thoát tục sao có thể đuôi mù nhận loại phụ nữ bẩn thỉu như cô làm đệ tử? Cầm miếng gỗ cũ rích này mà muốn mạo danh đệ tử của lão thiên sư, cô ăn gan hùm mật gấu rồi sao? Hâm Nhi, vì tình cảm của cháu và Vân Hạo bao năm, nhận tình hai đứa nhỏ, bác gái cầu xin cháu cứu Vân Hạo. Bác gái, bác yên tâm, hôm nay cháu đến để cứu Vân Hạo. Đây là pháp khí thượng cổ. Lẽ nào cô ta là đệ tử của sư phụ thật sao? Tay anh con cử động rồi, đúng không? Mẹ, con cũng thấy rồi. Không sao rồi, anh con sẽ khỏe lại. Không ổn.
Làm sao thế? Cô ta tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma? Sao lại vậy? Hâm Nhi không phải đệ tử của Thông Thiên đạo nhân sao? Cháu không biết cô ta lấy pháp khí cực phẩm ở đâu, nhưng sống chết có số, pháp khí lợi hại đến đâu cũng không thể cải tử hồi sinh. Nếu muốn cải tử hồi sinh, chỉ có lấy mạng đổi mạng. Chị dâu, chị không thể làm vậy. Chị không thể lấy mạng chị đổi mạng anh trai em. Nếu anh trai em biết, chắc chắn sẽ không để chị làm thế. Thật ra em cũng rất sợ chết, nhưng nếu cái giá của sự sống là phải mất anh, em không muốn chấp nhận kết quả này. Vốn dĩ em xuống núi là để độ kiếp nhân duyên, gặp anh là tai kiếp khó tránh của em. Vân Hạo, anh hãy đem tâm nguyện em chưa hoàn thành tiếp tục sống cho tốt. Còn nữa, em yêu anh. Chị dâu, tỉnh rồi. Vân Hạo, con thấy sao rồi? Có chỗ nào khó chịu không? Vân Lan, Nhược Y đâu? Chị dâu có việc phải đi. Không thể nào, em lừa anh, cô ấy sẽ không bỏ lại anh. Anh phải đi tìm cô ấy. Anh, chị dâu vì cứu anh lấy mạng đổi mạng. Vợ, vợ ơi, em sao rồi? Nhược Y, Nhược Y, đừng mà. Không phải em chết rồi sao? Em không sao à? Tốt quá rồi, duyên trần khó dứt. Sư phụ, vi sư dùng căn cốt của con bù lại tuổi thọ cho con, từ nay con không thể tu hành nữa. Đệ tử bất hiếu từ Nhược Y khấu tại ơn đức của sư phụ, kiếp sau đệ tử kết cỏ ngậm vành báo đáp. Đa tạ, đa tạ lão thiên sư. Đệ tử còn một chuyện muốn xin, cầu xin sư phụ cho đệ tử biết tung tích con mình. Cầu xin sư phụ cho đệ tử biết tung tích con mình. Con của con đã ở bên cạnh, cần gì tìm kiếm? Xem ra thần thần đúng là con của mình rồi. Anh nghe Vân Lan nói rồi, lúc đó mẹ anh quá kích động, anh thay bà ấy xin lỗi em. Không sao, anh bị thương vì em, phu nhân hận em là đương nhiên. Nhưng sau khi em cứu anh, phu nhân cũng xin lỗi em rồi. Còn gọi là phu nhân sao? Có thể gọi là mẹ rồi. Lẽ nào em vẫn muốn ly hôn với anh? Xin lỗi, là em quá kích động, không nghe anh giải thích nên anh mới bị thương. Không, là anh sai, là anh lừa em trước. Em chịu nghe anh giải thích chứ? Ban đầu em bảo anh cưới em, anh nghĩ em lừa đảo, cho nên mới giả nghèo để dọa em bỏ đi. Nhưng sau này chung sống với nhau, anh đã rung động với em, anh thật lòng yêu thương em, nhưng vì các nguyên nhân không có cơ hội nói ra. Nhược Y, xin lỗi. Hai mươi lăm phần trăm cổ phần Kỳ Thị anh chuyển cho em. Sao, bây giờ anh không nghĩ em là kẻ lừa đảo nữa sao? Anh cũng cam tâm tình nguyện để em lừa. Nhược Y, ngây thơ trong sáng không thể xa em, anh cũng không thể xa em. Sau này có khó khăn gì chúng ta cùng nhau khắc phục được không? Được, cùng nhau khắc phục. Quấy rầy vợ chồng hai người thắm thiết đúng không? Lúc tôi giám sát Thẩm Hâm, phát hiện cô ta đi gặp một người ngoài ý muốn. Nhìn đi, Từ Vũ Khiết. Vì sao Thẩm Hâm lại ở cùng tội phạm giết người Từ Vũ Khiết? Vì sao Thẩm Hâm lại ở cùng tội phạm giết người Từ Vũ Khiết? Chẳng trách người của anh không tìm được Từ Vũ Khiết, thì ra cô ta là người của Thẩm Hâm. Hiện giờ họ ở đâu? Đã ra vùng ngoại. Nhưng anh yên tâm, người của tôi vẫn luôn đi theo. Đi, lần này nhất định phải bắt được hai người phụ nữ đó. Hiện giờ Bùi Thị và Kỳ Thị đều đang tìm cô. Lúc này cô không tránh đi, lại đi tìm cô điên rồi hả? Trốn, trốn kiểu gì? Cả đời không ra khỏi cửa sao? Lập tức sắp xếp cho tôi ra nước ngoài, cho tôi thêm 10 triệu. Không, 50 triệu. Cô còn không biết xấu hổ mà đòi tiền tôi. Tôi bảo cô tông chết con khốn Từ Nhược Y, cô giết Vân Hạo của tôi, đó là do anh ta tự chuốc lấy. Cứ muốn bảo vệ con khốn Từ Nhược Y, tôi đâm chết Kỳ Vân Hạo, tôi đã không còn đường sống nữa rồi. Nếu cô không đưa tôi tiền, tôi sẽ đi nói với người nhà họ Kỳ, hai đứa bé đó không phải con ruột của cô. Im miệng. Thẩm Hâm, Vân Hạo, anh vẫn còn sống, em biết em nhất định có thể cứu được anh. Cô đang nói linh tinh gì thế? Mạng tôi là Nhược Y dùng tính mạng đổi lại, rõ ràng là em cứu anh, vì cứu anh em bạc cả đầu. Đúng là cô ta từng thử cứu anh nhưng đã dùng cấm thuật cứu người không được, ngược lại bị phản phệ. Vân Hạo, anh đừng nghe cô ta nói láo, em vì cứu anh mà không tiếc giá nào, em mới là người yêu anh nhất. Thẩm Hâm, tâm thuật bất chính, đã bị đuổi khỏi sư môn từ lâu, lại vẫn trộm pháp khí Trấn Sơn,
tự ý dùng cấm thuật. Hôm nay, lão phu sẽ thanh lý môn hộ. Từ Nhược Y, cô đắc ý lắm đúng không? Đệ tử thân truyền của lão thiên sư, vợ tổng giám đốc Kỳ Thị, sao cái gì cô cũng muốn giành với tôi thế? Vân Hạo, em mới là người yêu anh nhất, vì sao anh không thể chấp nhận em? Yêu tôi? Vậy cô giải thích đi, vì sao cô lại ở cùng Từ Vũ Khiết, người lái xe tông tôi? Là em điều tra ra cô ta tông anh mới lừa cô ta ra đây, em vì báo thủ cho anh. Cô nói láo. Từ Nhược Y, chị tha cho tôi nói cho chị, con chị ở đâu? Cô nói láo. Từ Nhược Y, chị tha cho tôi nói cho cô, con chị ở đâu? Con khốn này, vì được sống, gì cũng dám nói. Tôi không nói láo. Từ Nhược Y, năm đó con chị là tôi bế đi. Tha cho tôi, nếu không, hai người đừng bao giờ mong biết được nó ở đâu. Cô từ bỏ ý nghĩ đó đi, tôi đã tìm được con rồi. Cô hại tôi xa con 5 năm, hại tôi mất con gái mãi mãi, cô còn muốn tông chết tôi hận không thể băm vằm cô. Không đúng. Cô đang nói gì thế, con cô rõ ràng là... Là cô, im miệng, không phải cô muốn tiền sao? Tôi cho cô tiền, để cô ra nước ngoài. Cô còn chẳng bảo vệ được mình, còn bảo vệ tôi. Cô nghĩ tôi là đồ ngốc à? Phải. Tôi không sống được. Cô cũng đừng móng bản thân thoát được, có chết thì cùng chết. Từ Nhược Y, chị đúng là đồ ngu, năm đó con chị rõ ràng là... Con chị... Là giả. Tôi hận chị. Cô nói cho rõ ràng, cô cố gắng trước đã, tôi có chết cũng không nói cho chị. Con chị ở đâu? Giết con khốn Từ Vũ Khiết đó cho tôi. Anh làm gì thế? Không, Từ Vũ Khiết. Cô nói cho rõ ràng. Chỉ cần mình còn là mẹ của hai đứa bé này, mình vẫn còn cơ hội. Vì sao cô ta hận em như vậy? Cô ta đã nói gì? Cô ta nói Thần Thần không phải con em, nhưng cô ta không chịu nói cho em, con ruột em ở đâu? Không phải đã xét nghiệm huyết thống rồi sao? Vì sao cô phải giết Từ Vũ Khiết? Có phải sợ cô ta nói ra điều gì? Loại phụ nữ ác độc như cô ta, em giết cô ta báo thù cho anh không vui sao? Cô đúng là đồ điên. Nếu đã không yên tâm, vậy xét nghiệm lại lần nữa với Thần Thần đi. Vâng. Cũng làm cả với Ngây Thơ trong sáng nữa. Vân Hạo, anh có ý gì? Vân Hạo, anh có ý gì? Trong sáng và Ngây Thơ là do em mang thai 10 tháng sinh ra, anh có hận em thế nào cũng không thể dùng con em để lấy lòng con khốn này chứ. Chỉ làm xét nghiệm huyết thống, cô kích động cái gì chột dạ à? Em cũng muốn Ngây Thơ trong sáng là con em, nhưng xét nghiệm trước đó kết quả là không phải. Đương nhiên rồi, loại nghèo như cô chỉ có thể cùng một tên nghèo khác sinh ra một đám nghèo. Làm lại lần nữa, em không đồng ý. Dựa vào đâu mang con em đi xét nghiệm huyết thống với người phụ nữ so với khác? Cô Ngây Thơ trong sáng, hy vọng Nhược Y là mẹ chúng hơn. Từ Nhược Y, cô thật sự không cần đứa con cục nợ đang bệnh nặng của cô đi cướp con tôi phải không? Nghe thấy chưa, người mẹ mà mày luôn mong nhớ không hề muốn có mày. Anh im đi. Không phải mẹ không cần con, đừng lấy con cái làm cái cớ. Cho dù Thần Thần không phải do Nhược Y sinh ra, chúng tôi cũng sẽ chăm sóc nó cẩn thận. Con tôi dựa vào đâu để anh nuôi? Từ Nhược Y, Thần Thần với đưa tiểu quỷ, cô chỉ có thể chọn một. Ngây Thơ trong sáng. Muốn chết thì cô chết trước đi. Thẩm Hâm, cô điên rồi. Thẩm Hâm, cô phát điên cái gì? Đúng, em điên rồi đấy. Nếu không phải cô ta tông chết anh, em cũng không vì cứu anh tu luyện tà thuật khiến em bạc trắng cả đầu. Sư phụ cũng không phế tu vi của em. Cô ta hại em thảm hại như vậy, em hận cô ta. Tiểu thư, cô không sao chứ? Vì sao anh lại đánh Vân Hạo? Xin lỗi, tiểu thư, Từ Vũ Khiết, cô cố lên, tôi đưa cô đến bệnh viện. Chị, con của chị. Anh mau thả bọn nhỏ ra, hiện giờ chúng không sao, nhưng chút nữa thì chưa chắc. Tôi đã buộc vài thứ trên người chúng, chỉ cần không được cô chọn thì sẽ bùng nổ thành pháo hoa. Lại Chí Quốc, anh điên rồi sao? Chọn đi. Bố đừng sợ, là giả thôi. Vì chú đó muốn hại mẹ, vậy nên con mới giả vờ bị ngất. Sau này không được làm việc nguy hiểm thế này con nữa. Biết chưa? Mẹ ơi, con đồng ý xét nghiệm huyết thống với mẹ. Con cảm thấy mẹ mới là mẹ ruột của tụi con. Em trai đừng sợ, chúng ta đã móc tay giao hẹn là người một nhà. Vâng, cảm ơn anh. Được lắm. Nếu mấy người đã một mực muốn xét nghiệm, vậy tôi liên lạc với bệnh viện. Không cần, tôi không tin bệnh viện của nhà họ Thẩm.
liên lạc với trung tâm xét nghiệm huyết thống gần nhất, bảo họ lập tức tới đây. Ngây thơ trong sáng không phải con em, thần thần là con em. Xem ra là Từ Vũ Khiết nói lung tung. Giờ thì các cô hài lòng rồi chứ? Sao tụi con lại không phải con của mẹ được? Không sao, cho dù không có quan hệ huyết thống, chúng ta mãi mãi là người nhà. Lại Chí Quốc bắt cóc ngây thơ trong sáng phải đi tù, không thể có quyền nuôi dưỡng thần thần, là do anh ta tự tìm đường chết. Người đâu, đưa Thẩm đại tiểu thư và Lại Chí Quốc cùng vào tù. Các anh làm gì thế? Buông tôi ra, tôi là mẹ của Kỳ Hàm. Kỳ Ngữ, anh buông tôi ra, vì sự an toàn của Kỳ Ngữ và Kỳ Hàm, càng nên đưa nữ ma đầu giết người như cô vào tù. Con gái đáng thương của mẹ, là ai giết con? Có phải cô không? Có phải cô không? Không phải tôi, cô ta mới là người giết con gái bà. Cô giết con gái tôi, tôi giết cô. Đại tiểu thư, tôi thích em, tôi bằng lòng làm bất kỳ chuyện gì vì em. Cút. Một vệ sĩ quèn cũng xứng thích tôi. Đúng là buồn nôn. Thẩm Hâm, cô hết thuốc cứu thật rồi. Vậy các người đi cùng nhau đi. Hỏng rồi, mình quên pháp thuật của mình đã hết. Bố, mẹ đừng sợ, con sẽ bảo vệ bố mẹ và cả em trai nữa. Lớn lên con sẽ bảo vệ mẹ và bố nữa. Đi thôi, chúng ta về nhà. Anh muốn chính thức giới thiệu em với người nhà của anh và bù đắp cho em một đám cưới hoành tráng, hào môn lớn như Kỳ Thị. Mẹ anh thật sự sẽ chấp nhận người có điều kiện gia đình hỗn loạn còn có một đứa con như em sao? Có chứ, bố mẹ sẽ sống bên nhau vui vẻ hạnh phúc. Sao con chắc chắn thế? Vì trong chuyện cổ tích đều nói như vậy. Ngây thơ nói đúng, cả nhà chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Xếp hương trăm công nghìn việc như vậy, không cần thứ gì cũng tự mình lựa chọn nhỉ? Đồ dùng trong đám cưới và nhà cưới của chúng ta, sao có thể để người làm được? Nhược Y, lại gặp nhau rồi. Tiểu Huân, đồng nghiệp cũ của em, đây là chồng tôi. Là anh à? Là anh à? Cô biết anh ấy hả? Anh ta là người đàn ông vào 5 năm trước ở khách sạn Hải Thiên, xảy ra chuyện đó với cô. Cô chắc chắn không nhớ nhầm? Đương nhiên là không. Nhược Y, Nhược Y, em sao thế? Em vui. Vân Hạo, 5 năm trước là em. 5 năm trước, em làm phục vụ phòng ở khách sạn Hải Thiên. Có một lần trúng thuốc, xảy ra quan hệ với một người đàn ông, sau đó em có thai con của người đàn ông đó, sinh ra một đôi trai gái. Vậy nên người vào 5 năm trước thật sự là em, không phải Thẩm Hâm, vậy nên cô ta không thể sinh ra ngây thơ vào trong sáng. Nhược Y, chúng ta xét nghiệm huyết thống lại lần nữa, trước đó chắc chắn là Thẩm Hâm đã nhúng tay vào. Em mở đây. Em mở đi. Khớp, ngây thơ trong sáng đều là con em. Bố mẹ đều ngốc nghếch. Lần đầu tụi con gặp mẹ, đã nói mẹ là mẹ của tụi con rồi, là bố mẹ không chịu tin, bố ngốc. Ngây thơ trong sáng nói đúng, bố với mẹ đều ngốc. Các con mau qua đây, để mẹ ôm các con. Mẹ ơi, con xin lỗi, con đã lừa mẹ, con là đứa bé hư. Không sao, chỉ vì con còn quá nhỏ, sợ quá mà thôi. Đừng khóc nữa. Nào, cười cái nào.